Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong một cái bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá lại kịch bản thị trường trong tuần vừa qua, sau đó sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành chính, và cuối cùng thì sẽ có một vài phân tích và nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng của tháng 9, đúng không ạ? Gần như tuần cuối cùng của tháng 9 rồi. Ngày 18 thì chúng ta đã ra một cái bản tin video phân tích định lượng tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9. Bản tin video số 120, và trên cái bản tin này thì Hùng Lê đã có những cái tóm tắt, có những cái tóm tắt rất là cụ thể và chi tiết lại ở trên Zoom. Cơ bản là chúng ta đó có những cái đánh giá về thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán châu Á. Cùng với đó thì chúng ta nhìn nhận lại ở một cái ý đồ tạo lập từ cái bản tin video số 120 và số bản tin 121, thì cái vùng 880 điểm đến vùng 890 điểm đó là cái vùng mà tạo lập của thị trường làm rất là tốt, và thị trường của chúng ta giữ được cái nhịp đó. Chính vì như vậy thì chúng ta mới có những cái phân tích định lượng. Chúng ta có những cái phân tích định lượng rất là chi tiết đó về chỉ số Dow Jones, Nikkei này, đáo hạn này, rồi các cái nhịp hỗ trợ của thị trường đó, các nhịp hỗ trợ của thị trường vùng 880 đến vùng 890 điểm, VN30 và phái sinh ở vùng 815 đến 820 điểm, thì đây là cái mức hỗ trợ cứng để giúp cho chúng ta có thêm những cái định lượng và giúp cho chúng ta có thể mở thêm các cái điểm mua trong cái quá trình mà chúng ta dò tìm cái đường đi tiếp theo của thị trường. Và cái ý thứ tư đó là cái câu chuyện về vùng 900 điểm, thì cũng có nói câu chuyện đó là chim sợ cành cong, và chúng ta mất 2 tuần đúng không ạ? Mất 2 tuần để có và đạt được, và sau khi đạt được cái mốc 900 điểm đó thì nhờ cái sự hỗ trợ của banh và một số các cái mã cổ phiếu blue chip rất là ok, ví dụ như là Bình Minh, HPG, Vinamilk, và cái tuần mới giao dịch, tức là cái tuần vừa qua, tuần từ ngày 21 đến ngày 25, thì chúng ta có các cái mốc kháng cự đáng để lưu tâm, đó là VN Index sẽ vận động ở trong vùng 905 điểm đến 900, đây các anh chị, 905 đến 910 điểm, VN30 viết short ở vùng 845 đến 850, và phái sinh thì sẽ dao động ở trong vùng 850 điểm đến 870 điểm. Và các cái ngưỡng kháng cự ngắn này thì thị trường khi thường gặp về các cái ngưỡng kháng cự như vậy thì sẽ có cái sự rung lắc ở trong phiên. Và cái ý thứ năm đó là trên cái biểu đồ xu thế về tín hiệu kỹ thuật thì cơ bản vẫn là uptrend, và chúng ta chưa có những cái dấu hiệu cho thấy là thị trường sẽ là đảo pha xu thế. Tuy nhiên Hùng vẫn nhấn mạnh một cái câu chuyện, đó là tuần từ ngày 21 đến ngày 25 đó là một tuần mà chúng ta phải rất là thận trọng và tính toán đường đi của thị trường qua từng phiên giao dịch, và tuyệt đối không được chủ quan khinh địch, và mục tiêu là bảo toàn cái thành quả của chúng ta đang có. Bởi vì thường thường là tối ngày Chủ nhật thì Hùng thường view lại tất cả những cái tài khoản Hùng đang quản lý, thì đang có những mã cổ phiếu lãi đang rất là tốt, thì chúng ta nên chốt lãi, hoặc là khi mà thị trường có những biến động của chúng ta sẵn sàng để chúng ta có những cái câu chuyện về bảo toàn cái lực lượng của chúng ta đó. Và chúng ta nhìn thấy rằng đây, những cái biên của VN Index thì Hùng sẽ xem lại nhé, trên biểu đồ đó chúng ta có thể thấy rằng là VN Index của chúng ta cũng đi đó, cơ bản là đi ngang ở trong một cái biên rất là hẹp đó, trong một biên rất là hẹp ở vùng ở 910 điểm trong phiên đây, điểm cao nhất của VN Index đạt được ở trong ngày 24 tháng 9 là đạt được mốc 914 điểm đó, đi ngang ở trong một cái biên rất là hẹp. Đối với VN30 cũng hoàn toàn tương tự như vậy đó, VN30, và đối với hợp đồng phái sinh thì cũng đi ở trong một cái biên đó là từ vùng 850 điểm đến vùng 870 điểm, đó là những cái vùng biên hỗ trợ của phái sinh cũng như của VN30 và của VN trong tuần vừa qua. Và đến tối ngày thứ tư thì Hùng có tiếp tục đánh giá lại cái kịch bản, bởi vì là chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán châu Á cũng như thị trường chứng khoán Mỹ thì nó đang rất là xấu,
và không ổn định, và đặc biệt là một số các anh chị báo chỉ số của Nikkei hoặc là chỉ số Shanghai, các anh chị có biết giảm rất là mạnh. Thì đây là cái bước cản lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì khi mà yếu tố ngoại biên nó không tốt thì nó sẽ tác động rất nhiều đến tâm lý nhà đầu tư, và đặc biệt tâm lý nhà đầu tư nước ngoài. Và nhà đầu tư thì thường là nghe ngóng, chính vì vậy nên là đây là những cái thông tin thiếu tích cực. Tuy nhiên, nhìn trên cái ý đồ về tạo lập về thị trường đó, về nhìn trên yếu đồ tạo lập thị trường ở vùng 880 điểm, 890 điểm, thì ông Lê vẫn đánh giá rằng đó là VN Index sẽ ổn định ở những cái vùng từ 905 đến 910 điểm, thanh khoản duy trì ở mức tốt, và VN30 đó, tất cả những cái đánh giá này rất là quan trọng để cho giúp cho chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Và cái câu chuyện là Hùng vẫn nhắc đi nhắc lại với tất cả những anh chị em, không chỉ trên Zoom và đối với cộng đồng nhà đầu tư, đó là mình biết đủ là đủ. Còn biết đủ như thế nào thì từng nhà đầu tư, mỗi một cá nhân, mỗi một anh chị sẽ tự đặt ra cho mình một cái ngưỡng. Với mình như thế này là đủ 7% hay 8% hay 10% hay 15% hoặc là 5% của một nhịp. Đó, chúng ta đủ để chúng ta so sánh ở trên một cái góc độ là nếu cái tiền này chúng ta mang đi gửi ngân hàng đó thì một năm chúng ta được 7%, vậy thì một nhịp chúng ta đánh như vậy được một cái số nào đó thì chúng ta cho là như vậy nó là ok, và chúng ta bán đi để chúng ta tìm kiếm một cái cơ hội mới. Và tiền ở trên cổ phiếu thì đấy là tiền tạm tính, lãi tạm tính, và tiền đấy là tiền của ông thị trường, và ông ấy có thể lấy bất cứ lúc nào. Đó, bất cứ lúc nào đó, nên là cái câu chuyện là chốt lãi không bao giờ sai cả. Thế thì song song với câu chuyện đó thì rất nhiều những anh chị em có hỏi là thế bây giờ bán như thế nào Hùng, bây giờ là anh đang lãi 3% hay lãi 5% hay đang lỗ như này hoặc là đang lãi 10 hay bao nhiêu đó thì bây giờ bán như thế nào. Thì cái câu chuyện là bán như thế nào thì nó lại phụ thuộc vào từng cái cách quản trị rủi ro tài khoản của các anh chị em của chúng ta. Không ai có thể là bán thay các anh chị được, và tất cả những cái phân tích định lượng khủng trên bản tin tuần cũng như trên bản tin Zalo thì nó mang một cái tính chất tham khảo, thì cũng có một vài ý, tại vì trong cái bản tin này thì cũng sẽ trao đổi với anh chị luôn. Và về về cái câu chuyện là khi nào thì chúng ta bán cổ phiếu đó, thì cũng chỉ có một một vài các cái gợi ý. Thứ nhất là chúng ta sẽ bán cổ phiếu khi mà cổ phiếu của chúng ta đạt kỳ vọng, biết đủ là đủ đó. Thì đạt kỳ vọng ví dụ đây, ví dụ như ok, ta sẽ nói đến một mã cổ phiếu đó, ví dụ VCI. Thì cái câu chuyện là khi chúng ta phân tích ở trong một cái biên độ hẹp từ vùng 20 đến vùng 24 đó, sao chia rồi sau đó khi mà cổ phiếu này break vùng 24 thì chúng ta mở mua tiếp, và chúng ta xây dựng một cái target từ vùng 24 đến vùng 3x đó. Và qua hàng tuần các anh chị có thể nhìn thấy đây, qua hàng tuần thì đến thời điểm hiện tại có thể nói là trong tuần vừa qua đó thì VCI đạt điểm cao nhất là vùng 29.8, tức là cách cái vùng mình phân tích ở đây là khoảng 0.2 nữa. Vậy thì từ vùng 24 lên đến vùng 30 là dương up 25%. Thì như vậy thì có những tài khoản sẽ chốt ở vùng 15%, có những tài khoản sẽ chốt ở vùng 20, 25. Thì cái kỳ vọng của anh chị đến đâu thì chúng ta chốt đến đó. Và cái sơ đồ chốt thì cũng đã có công thức cho anh chị rồi, đó là 532. Đó. Và như vậy thì có thể là khi mà chúng ta chốt xong rồi thì chúng ta lại đấy, bây giờ VCI tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích. Đó, tức là khi chúng ta đạt kỳ vọng, và cái kỳ vọng đó thì mỗi một nhà đầu tư chúng ta sẽ phải tự có, chứ còn không ai làm thay các anh chị được. Cái ý thứ hai nữa là cổ phiếu đang lãi và bị mất lãi 30%. Thì đây Hùng lấy luôn giả sử cái cổ phiếu CRE. Thì khi mà chúng ta mua đây, ví dụ khi chúng ta mua CRE những cái nhịp phân tích ở vùng 22 đến vùng 23, và khi nó đạt lên được đến vùng 25, ví dụ vậy, tiệm cận, tức là cái mục tiêu của chúng ta là lên vùng 25 đến vùng 26 ở trong cái nhịp phân tích này, thì khi lên đến đây thì ví dụ như là tổng cái tài khoản của chúng ta đang lãi, ví dụ nhá, đang lãi 10 triệu, sau đó thì nó tụt xuống nó còn 9 triệu, rồi nó lại tụt xuống nó còn 8 triệu, rồi nó tụt xuống nó còn 7 triệu. Vậy thì trên cái cổ phiếu CRE này chúng ta bị mất 30% lãi. Thì tại cái thời điểm đó thì chúng ta phải đặt ra một tư duy là bây giờ chúng ta giữ lại 7 triệu tiền lãi hay là chúng ta để mất hết 7 triệu tiền lãi kia. Bởi vì rất nhiều các mã cổ phiếu Hùng Lê chứng kiến rồi, đã gặp rồi, và bản thân Hùng Lê cũng như vậy. Chúng ta lãi
Rồi sau đó là chúng ta bị tụt mất một tí lãi thì bảo ồ thôi chờ cho nó bằng lãi của cái ngày hôm qua, thì nó có bằng đâu đúng không ạ, và nó cứ mất mất mất, và đến lúc nó về không, nó hết sạch lãi rồi, hết sạch lãi thì bảo ồ thôi chờ cho cổ phiếu nó lại lãi lãi ngược lên, nhưng mà nó có lãi đâu, nó lại tụt luôn và nó lỗ ngược luôn. Thì chắc chắn rằng 100% nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đều đã trải qua những cái câu chuyện này và đã từng bị như thế này, chắc chắn luôn, cam đoan luôn, không có ai không gặp cả đó. Vậy thì chúng ta sẽ bán khi mà cổ phiếu bị mất lãi khoảng 30%. Rồi cái ý thứ ba, chúng ta bán cổ phiếu khi nào? Khi cổ phiếu sai xu thế đó. Sai xu thế thì có nghĩa là khi chúng ta mua, chúng ta có 30% vị thế mua cổ phiếu đó, và khi chúng ta về cổ phiếu về đến tài khoản thì có thể cổ phiếu bị giảm này, cổ phiếu lình xình này, cổ phiếu không tăng, cứ nó cứ đi ngang lình xà lình xình, không tăng không tăng không tăng, không giảm không tăng không giảm không giảm là đó, thì chúng ta cũng có thể quyết định là chúng ta bán 30% cái tỷ trọng thăm dò để chúng ta chuyển sang một mã cổ phiếu mới, ví dụ như HVN, con gì HNG của anh Đức đó. Chúng ta chạm vùng hỗ trợ này, chạm vùng hỗ trợ 12 chúng ta mua, mua xong thì có những cái điểm đấy mua gom, và mua xong thì nó cứ lình xà lình xình như này, thì đây cũng là một cái mẫu hình để như thế này, có nghĩa là chúng ta mua cổ phiếu bị sai và chúng ta có thể bán để chúng ta tái cơ cấu sang một mã cổ phiếu khác đó, có thể là từ đây chúng ta chờ hồi lại vùng 12.5 ví dụ như vậy chúng ta bán. Ok, ý thứ ba là như vậy nhá. Ý thứ tư là cổ phiếu bị gãy chen kỹ thuật. Gãy chen kỹ thuật thì chúng ta bán không thương tiếc, và chúng ta sẽ nhìn đây, đây là đây nói luôn con HVN, HNG, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của em này đó, vùng 15, và đây chính là điểm gãy kỹ thuật các anh chị, đây chính là điểm gãy kỹ thuật, và điểm gãy kỹ thuật này thì chúng ta bán không thương tiếc, chúng ta bán tới tấp trồng lê, đừng có có chờ đợi cái gì cả. Đây ETA ví dụ như đây, đây là những điểm gãy kỹ thuật, đây là những điểm gãy kỹ thuật, cổ phiếu không còn có động lực tăng nữa thì chúng ta bán tất tay, đây là những điểm gãy kỹ thuật các anh chị đó, hay là nhiều lắm VIX đấy, những điểm gãy kỹ thuật của VIX. Đây, các anh chị nhớ thấy, nhớ lại cái xem lại lịch sử Hùng phân tích khi VIX bị mất vùng giá 115 đó, và cái bản tin khi mà cái vùng này nó ở bao nhiêu đó thì các anh chị có thể xem lại lịch sử nó có hết, và nó rơi một phát về đến vùng 70, và đến vùng 70 thì Hùng bắt đầu phân tích một sóng lên của VIX đó. Vậy thì khi cổ phiếu bị gãy chen kỹ thuật thì chúng ta bán không thương tiếc, bán tất tay, làm sao đó để chúng ta thoát ra khỏi được cái vòng xoáy của cổ phiếu về về giảm giá. Rồi cái ý thứ năm là thị trường hết sóng, chuyển từ pha xu thế lình trình sang pha giảm giá, thì chúng ta sẽ bán tất toán tài khoản để chúng ta làm một trận mới. Thì cái ý này nó hàm nghĩa như nào? Tức là cái ý này là cái ý tổng thể về thị trường chung. Đó, vậy thì khi thị trường chung hết sóng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta bán tất toán. Thì ở đây đây cũng có thể nói là cái vùng này đây các anh chị, đây là một cái vùng hết sóng của thị trường chung đó, khi thị trường chung chạm xuống những cái vùng hỗ trợ ở đây đó, ở vùng đâu đó, vùng này là bao nhiêu này, 900 bao nhiêu điểm đây đó, và sau đó thì không hồi phục được sau những phiên rơi mạnh, và đây chính là điểm mà thị trường chung hết sóng, thì những điểm này chúng ta cũng phải bán tất toán, bán hết, bán sạch sẽ thì luôn đó, chúng ta càng thoát ra khỏi thị trường sớm được cái phút giây nào thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc ở cái phút giây đó, và sau đó thì thị trường sẽ bị rơi rất là mạnh đó, thị trường sẽ rơi rất là mạnh. Thì cái ý thứ năm này là một cái ý cũng bao hàm cái tổng quát, chúng ta đi từ những cái chi tiết cổ phiếu đến cái tổng quan của thị trường. Thì cái ý này thì chúng ta sẽ trao đổi như sau, tức là giả sử tổng tài khoản của chúng ta có 5 mã cổ phiếu và tổng lãi của chúng ta đang lãi 100 triệu, thì ở khi thị trường nó biến cố, thị trường nó xấu đi thì hôm nay đang lãi 100 triệu này, rồi 10 giờ rưỡi trưa nó bắt đầu nó tụt xuống còn 95 triệu, nó tụt xuống còn 90 triệu, nó tụt xuống còn 80 triệu, rồi nó tụt xuống còn 70 triệu. Vậy thì chúng ta thấy rằng là từ 100 triệu còn 70 triệu tiền lãi, tức là chúng ta cũng bị mất đi 30% lãi trên tổng tài khoản. Thì đây là một cái sự biến động lớn của thị trường. Và đến lúc này thì hành động của chúng ta là gì? Chúng ta bán để giữ lại 70 triệu, hay là chúng ta vẫn cứ cầm cố, rồi chúng ta vẫn cứ nuôi hy vọng à thị trường nó sẽ hồi phục lại, rồi chúng ta sẽ lãi lại 100 triệu. Không có câu chuyện đó. Và có thể là đang lãi 70 triệu, chúng ta không hành động thì chúng ta cái lãi 70 triệu này có thể hết
và có thể về đến không, lãi bằng không và sau đó thì lỗ ngược. Đó thì câu chuyện cái ý thứ năm là gì? Khi thị trường chung hết sóng, chuyển từ pha lình xình sang pha giảm giá và lãi trên tổng tài khoản của chúng ta bị mất đi 30% thì chúng ta cũng thể bán. Đấy, thì một vài ý Hùng chia sẻ với các anh chị trước bản tin để các anh chị sẽ mường tượng ra được câu chuyện à khi nào chúng ta sẽ bán. Đó, cái câu chuyện bán thì các anh chị sẽ tự quyết định ở trên cái tài khoản của mình và tự đề ra cho mình một cái phương pháp đầu tư. Đến khi nào thì mình cắt, đến khi nào mình chốt, đến khi nào thì mình bán và đến khi nào thì đạt kỳ vọng. Và những cái đó thì 100 nhà đầu tư thì sẽ có 100 cái phương pháp khác nhau và 100 cái kỳ vọng khác nhau. Đó, không ai giống ai cả. Trên cơ sở những cái phân tích định lượng, trên cơ sở những cái gợi ý, trên cơ sở những cái thông tin tham khảo Hùng Lê, trên cái bản tin chứng khoán chiến binh trên từng con sóng hàng tuần thì các anh chị sẽ có thêm những cái tham khảo đó và đưa vào những quyết định đầu tư của mình. Ok, đấy là một vài ý mà Hùng chia sẻ ở đầu bản tin. Rồi, chúng ta sẽ xem nào, trong tuần vừa qua thì anh Vic như nào. Cái điểm đó như dấu xanh xanh này là cái điểm mà chúng ta ra bản tin video số 122 các anh chị nhé, bản tin tuần, để chúng ta đánh dấu, để chúng ta xem thử từ cái điểm chúng ta đánh dấu đến bây giờ thì nó như nào. Thì trên quan điểm của Hùng Lê đó là VIX vùng kháng cự 96 đến vùng 95-96 ở đây. Đó thì khi chạm về cái kháng cự này thì thường cổ phiếu sẽ chỉnh về mặt kỹ thuật và chỉnh về mặt kỹ thuật thì sẽ rơi về những cái vùng hỗ trợ thấp. Thì vùng hỗ trợ của VIX ở đây hiện tại là vùng 90 đến vùng 92. Với việc hai phiên kết tuần như thế này thì VIX tương đối là xấu và xu hướng thì VIX sẽ rơi lại, test lại kiểm tra ở vùng, nếu mà mạnh thì ở 92, sâu thì khả năng sẽ ở khoảng vùng 90. Vinhome ở thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều động lực tăng giá, cơ bản xu hướng vẫn là lình xình đi ngang đây các anh chị. Và cái vùng hỗ trợ trước mắt của Vinhome ở 75 đến 70, 76 đến vùng 76.5 thì Vinhome vẫn tiếp tục đi cho đến khi mà có những cái phiên mà có một cái lực cầu nó tương đối tốt, khoảng tầm từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu thì Vinhome lại có xu hướng chạm về vùng kháng cự ở vùng 77.5 đến vùng 80. Trong họ của Vinhome thì cũng đánh giá duy nhất ở trong cái thời điểm này đó là VRE. Là mã cổ phiếu mà có xu thế, có cái động lực để có thể tăng giá tốt nhất. Nhìn ở trên cái tín hiệu kỹ thuật của tuần thì VRE đã có những điểm đánh vượt thoát được ở vùng 28 đến vùng 28.5, lên đến vùng 29. Tuy nhiên với một cái xu thế của chứng khoán toàn cầu rất là xấu và trong phiên ngày thứ 5 thì VRE đã lấp hết toàn bộ cái nỗ lực của phiên ngày thứ 4 trước đó. Chính vì vậy nên đến cái kịch bản phiên ngày thứ 6 thì nó cũng không thể tránh khỏi được một cái điểm giảm. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VRE thì các anh chị có thể xem cái vùng lại, cái vùng hỗ trợ của nó ở vùng 28 đến vùng 28.5 ở trong tuần tới. Nếu như vùng này mà không bị gãy và cổ phiếu vẫn tiếp tục tích lũy thì cơ hội của chúng ta còn. Ngược lại, nếu mà vùng 28 bị bán mạnh như vậy thì VRE sẽ có tích lũy ở những cái vùng tích lũy thấp hơn. Cổ phiếu Sabico SAB. SAB cũng là như vậy, một tuần cũng không có nhiều động lực và cơ bản đi ngang. Cổ phiếu này chủ yếu là dùng cho những cái ý đồ tạo lập của thị trường mà thôi. Vinamilk, một con bò kéo, Hùng có nói rồi, đó là trong cái phân tích và định lượng đối với mã cổ phiếu này thì cổ phiếu này là một trong những cái trụ mà có thể ở trong cái thời điểm này sẽ sử dụng để có thể kéo thị trường đi. Đối với vùng hỗ trợ sau một cái điểm điểm tăng ở đây thì Hùng đã tìm ra một cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 123. Từ vùng 123 này thì tiếp tục là Vinamilk sẽ đánh về vùng 130. Đó, và các chị nhìn thấy đây, vùng 130, vùng 131 thì trong tuần thì Vinamilk đã chạm về đây, phiên này là đóng cửa vùng 130 luôn và sau đó thì cổ phiếu lại đang có những điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Thì thường là Hùng có nói rồi, khi mà cổ phiếu chạm về vùng kháng cự thì bao giờ nó cũng bị đập lại, và bị đập lại thì chúng ta sẽ phải quan sát cái bị đập lại đó nó sẽ dội lại về vùng nào, và chúng ta sẽ quan sát cái tín hiệu dòng tiền cũng như cái tâm lý hành vi của cổ phiếu ở những cái vùng bị đập lại đó để chúng ta dò tìm ra cái vùng mục tiêu. Thì Vinamilk thì cũng có đề cập đến là vùng 127.5 nếu không nhớ không nhầm.
Tại vì trong một tuần thì nó cũng có rất nhiều những cái vùng 128.5 đó, dự báo là sẽ test lại, 2 ngày trước là dự báo là test lại vùng 128.5. Và trên thực tế thì trong bản tin, trong điểm kết tuần đang đóng cửa 127.7, như vậy là thấp hơn so với cái dự báo của chúng ta. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như này thì khả năng Vinamilk cũng sẽ có những cái điểm test nó sâu hơn nữa các anh chị. Nó sẽ test lại một nửa đây, tức là cái điểm test này nó rơi vào đâu 126.5, 126.5. VDC. VDC thì không có gì đột biến, đó, đi ngang và đi ngang ở trong một cái biên rất là hẹp mà chúng ta đã có nói trong bản tin rồi, vùng 108 kháng cự trên. HVN, nhóm ngành hàng không thì chúng ta đi nhanh thôi, cũng không có nhiều động lực đó các anh chị. Vùng kháng cự 27 tiếp tục đi ngang. Trong nhóm này nó chỉ có mã cổ phiếu ACV. ACV hiện tại đang là khá là đẹp, khá là ok trên một cái trend kỹ thuật, thì xu hướng những anh chị mà đang cầm ACV ở khoảng vùng 62 thì có thể canh chờ đến vùng 65 đến vùng 66 thì chúng ta có thể canh chốt ở vùng này, và ACV thì đang khá là ok. Rồi chúng ta phân tích mã cổ phiếu BVH. BVH ở thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu ấm lên, sáng sáng sủa hơn trong một cái đường đi của mã cổ phiếu trụ này. Và cái đường đi này thì chúng ta đã có những mô phỏng, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 50. Khi mà BVH chỉnh giảm về mặt kỹ thuật ở đây, không gãy vùng 47, 47 đến vùng 47.5 tích lũy trở lại, thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh về vùng 50. Vượt thoát vùng 50 thì sẽ có những cái điểm test cung trở lại trước khi mà hình thành một cái nhịp xu thế ở bên này. Thế thì bây giờ là trong tuần vừa qua thì BVH lần thứ hai chạm lại về vùng 50 và đang có những cái điểm test theo Hùng là tích cực. Những điểm test này ở khoảng vùng 48.5 đến khoảng vùng 49, 48.5 đến khoảng vùng 49 không gãy, ok, và lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu một phiên thì xu thế là sẽ đánh vượt 50, và BVH thì là một trụ khá là ổn cho tuần mới, cho tuần mới. Masan hiện tại chưa có động lực các anh chị, vẫn tiếp tục đi ngang ở trong một cái biên rất là hẹp ở đây. Kháng cự ở trên này ở khoảng vùng giá 56 và hỗ trợ dưới ở đây khoảng vùng 54, tức là đi ở trong biên 54 đến biên 56 và cũng chưa rõ xu thế. MWG, như vậy là MWG trong tuần vừa qua đó, đây anh chị, sau khi mà hoàn thành cái vùng mục tiêu ở vùng 95 thì MWG sẽ có những điểm chỉnh kỹ thuật trước khi mà công về lại vùng 100. Và đối với thời điểm hiện tại thì MWG đã đánh break vượt thoát vùng 100 và đang có những cái điểm test, thì khi mà cổ phiếu mà đánh vượt lên thì nó sẽ test cận trên, còn nếu như mà không vượt được cái vùng kháng cự thì nó sẽ test cận dưới. Thì đây là đang test cận trên, tức là đang test lại ở vùng giá 100 100, và MWG khả năng sang tuần tới thì sẽ có 1 đến 2 phiên lình xình ở đây trước khi mà lực cầu quay trở lại khoảng 1 triệu rưỡi đến khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu và kéo cổ phiếu vượt thoát vùng 110, thì như vậy là xu thế sẽ đi về khoảng vùng 105. Xin lỗi cả nhà, vượt thoát vùng 101 thì sẽ có xu thế đi về vùng 105, và mạnh hơn thì có thể đi về vùng 110, và MWG cũng là một yếu tố tạo lập đáng lưu tâm cho thị trường trong tuần mới. PNG. PNG trong tuần có phiên ngày thứ tư khá là tốt khi mà lực cầu khá là ổn và kéo về vùng 62, thì hiện tại là trong cái nhịp nhịp phân tích đây đó, kéo về vùng 62 đây. Về vùng 62 thì cổ phiếu sẽ kéo vượt thoát đi rồi, nhưng mà cổ phiếu nó sẽ test cung lại và sẽ test lại vùng 62 nếu không gãy. Thì nhịp này MPNG có thể đi về vùng 65, 64, 65 thì nó nôm na nó ở vùng này. Dòng tiền thì hiện tại của em này nó cũng chưa thực sự là tốt, cần thêm một cái dòng tiền nó tốt và tích cực hơn. Còn về trend kỹ thuật thì PNG cũng gần gần giống với MWG, tức là nó đang có những cái chuyển biến cũng tương đối là tích cực rồi. Rồi một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa BMP. Đối với BMP ở đây là sau khi mà hoàn thành cái vùng 50 à vùng 60
55 hoàn thành xong đánh lên 60, 60 thì đang có những cái điểm test lại cung ở vùng 60. Anh chị sẽ xem lại những tài khoản nào mà chúng ta đang cầm nắm nhựa Bình Minh thì chúng ta sẽ lưu ý. Đó là chúng ta quan sát những cái điểm test cung, những cái điểm test cung như này thì cũng đánh giá rất là ok với thanh khoản khá là thấp. Những điểm test này thì nó sẽ mất thêm khoảng tầm độ 1 đến 2 phiên nữa, và trước khi mà có một cái điểm đánh lên vùng 65, vượt thoát vùng 65 thì khi đó chúng ta sẽ đi xây dựng những cái điểm tiếp theo của Bình Minh. APH ở thời điểm hiện tại là cái vùng 75 này cũng đang đi ngang. Với một lực cầu và thanh khoản như này thì cổ phiếu này cũng sẽ chưa đi được, và vùng tích lũy của cổ phiếu APH vẫn ở 73.5 đến vùng 75. DAG là một mã pen của nhóm ngành nhựa. Và như vậy là chúng ta thấy rằng với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của DAG như thế này là xấu rồi, và chốt lại là nó chỉ về được đến cái vùng target mà chúng ta phân tích định lượng ở đây, đó là khoảng vùng 7 cộng. Sau đó DAG có những điểm test, và những điểm test này thì tín hiệu của phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6 là thất bại ở vùng 7 cộng. Tín hiệu thất bại vùng 7 cộng thì xu hướng khi mà test biên trên mà nó không đạt thì nó sẽ có xu hướng test lại ở những vùng thấp hơn, thì sẽ căn cứ tình hình thực tế thì cũng sẽ dò tìm cái điểm điểm hỗ trợ của DAG để chúng ta có thể mua. Cổ phiếu ba con A, nói chung đánh giá về tạo lập của ba con A nó hơi kém, đánh nó hơi lình xình. Ở thời điểm hiện tại thì ba con A có vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 12, và vùng kháng cự là vùng 13, thì trong cái vùng biên hẹp này thôi. Còn đi xa hay đi 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 xa nữa thì chúng ta chưa 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 nói đến đó, bởi vì là cổ phiếu này cái tạo lập nó hơi kém. Cơ điện lạnh Z rất là thành công trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích đánh sóng lên, và đến thời điểm hiện tại chúng ta có nói đến vùng 39.5 không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở vùng này, thì chúng ta làm một nhịp xổ số để chúng ta đánh từ vùng 39.5 đến vùng 40 và có thể tiệm cận lên đến vùng 42. Tín hiệu hiện tại của Z như thế này thì Z vẫn giữ được nhịp các anh chị. Đó, vẫn giữ được nhịp và chưa bị gãy cái mốc 40 ở đây. Như vậy thì nó cũng khá là ok và chúng ta có thể tiếp tục cầm nắm mã cổ phiếu RE. Phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ FPT. Rồi, FPT như vậy là cái đoạn lình trình này nó đi ngang đi ngửa, và cái biên đi ngang đi ngửa này của em ý ở vùng 48 đến vùng giá 51, và trong tuần, đúng rồi, trong tuần thì cái kịch bản là sẽ có những điểm test cung lại ở vùng 51, nhưng trên thực tế là cổ phiếu này test sâu hơn ở vùng 50, anh chị, vùng 50. Thì về tín hiệu kỹ thuật là chúng ta dự báo ở một cái biên test tích lũy, bởi vì là sau khi mà cổ phiếu kéo lên như này thì chắc chắn là cổ phiếu sẽ không chạy luôn ngay được đâu. Cổ phiếu sẽ test, nếu test khỏe thì sẽ ở vùng 51, và test sâu hơn thì có thể là ở trong biên năm, tức là cái biên mà chúng ta dự báo cộng trừ khoảng tầm 0.5. Đó thì với tín hiệu kỹ thuật của FPT như thế này thì vẫn là ổn, chưa có gì cả. Và chúng ta vẫn có thể hoàn toàn nắm giữ mã cổ phiếu FPT để chúng ta chờ cổ phiếu này đánh vượt lại vùng 51 và vượt thoát được vùng 51.5 đến vùng 52. Sau khi vượt thoát được vùng này thì dự 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 là trong nhịp này thì FPT cũng đang muốn đánh lên ở một cái vùng nó cao hơn, bởi vì nhóm ngành cổ phiếu công nghệ rất là ok trong cái thời điểm mà thị trường chứng khoán Việt Nam gặp những cái khó khăn, những cái ngành khác gặp khó khăn do tác động của Covid-19. DigiWall, đối với DigiWall, mục tiêu trong cái mục tiêu này nó là chạm vùng 55, thì đã trong tuần chúng ta đã có hai lần đánh chạm vùng 55 và khi gặp kháng cự thì cổ phiếu lại test tích lũy lại để lấy sức. Về mặt ý đồ tạo lập, thì DigiWall hoàn toàn có thể tiếp tục đánh tiếp, và đây là những cái vùng mà hỗ trợ của DigiWall, những cái điểm test ở khoảng vùng 52 ok. Đó, những cái điểm test ở vùng 52 ok và cổ phiếu vẫn giữ được ở trên vùng 52 thì chúng ta hoàn toàn có thể cầm nắm để cổ phiếu vượt lại vùng 55, vượt thoát vùng 55 với lượng một lượng vô xác nhận. Lúc đó chúng ta sẽ đi xây dựng tiếp một cái vùng giá mục tiêu của nó ở khoảng vùng 6x.
Mã cổ phiếu CMG liên tục phân tích và liên tục cập nhật cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Hiện tại là vùng vùng giá mục tiêu đó là vùng giá 37 thì gần như là hai lần gần gần rồi đấy, gần về đến vùng 27. Gần về vùng 37, đây là vùng 36.7 cao nhất ở trong phiên. Và cái vùng hỗ trợ của nó ở đây đó là vùng 34.5 đến vùng 35, và từ cái vùng hỗ trợ này thì cổ phiếu lại có xu hướng đánh lại cái vùng kháng cự. Gặp kháng cự thì phản ứng của dòng tiền, và chúng ta đang chờ những cái điểm test kỹ thuật ở đây để xem là có hay không một cú đánh breakout ở đây. Thì như vậy là khi mà đánh vượt thoát vùng 37 thì chúng ta sẽ có tiếp các cái target tiếp theo của cổ phiếu này. Nhóm cổ phiếu công nghệ là nhóm đáng để đầu tư thì cũng có nói với các anh chị rồi. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành xây lắp Novaland. Novaland hiện tại là cũng chưa có yếu tố đột biến, và những cái kháng cự ở đây vẫn như vậy thôi, 65 và vùng hỗ trợ 62. CTD Coticom phiên kết tuần xấu, phiên kết tuần xấu. Tại vì sao xấu? Bởi vì nó có 2 tuần tích lũy ở cái vùng ở đây là vùng 72.5. Và phiên kết tuần như thế này nó không giữ được vùng 72.5 thì những tài khoản nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ thì chúng ta quan sát tiếp ở vùng 70. Trường hợp nếu ở vùng 70 mà Coticom bị gãy vùng 70, gãy vùng 70 thì tạm thời trong ngắn hạn chúng ta bán để chúng ta chờ một cái nhịp Coticom tích lũy trở lại, bởi vì gãy vùng 70 thì như vậy là cổ phiếu sẽ có xu hướng xấu hơn. Đó, HTN. Đối với HTN rồi, nó kịch bản của nó thì nó không có gì cả. Đó, các anh chị có thể xem lại đây. HTN là hoàn thành, HTN chúng ta mua từ vùng tí tã thấp ở dưới này, và cổ phiếu HTN thì rất nhiều tài khoản lãi to của cổ phiếu HTN. Sau khi mà HTN break vùng 26, break vùng 26 đây thì cũng đã có cái dự báo về cái điểm chỉnh kỹ thuật của cổ phiếu này, đó là sẽ test lại cung ở vùng 26. Tuy nhiên phiên phiên kết tuần của HTN như thế này là xấu các anh chị nhé. Đó, vậy thì cái cổ phiếu HTN cũng là một cái mẫu hình của cổ phiếu, đó là gì? Khi cổ phiếu bị giảm lãi, chắc chắn là khi mà đây trong phiên này ví dụ như vậy, chúng ta đạt được một cái cổ phiếu nó gần về đến vùng 28, tức là chúng ta lãi một cái mức A. Và từ 28 này cổ phiếu không tăng được nữa, bắt đầu tụt 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 và tụt đến cái điểm nào đó mà chúng ta bị mất 30% lãi hoặc 20% lãi so với cái điểm nó thiết lập cao nhất ở đây. Ok, chúng ta phải bán. Đó, để chúng ta bán để chúng ta giữ lãi bây giờ đấy, ví dụ như vậy này. Đấy, phiên cái tuần như này nó ly nó lao như thế này thì xin thưa với các anh chị là nó sẽ lao tiếp. Đó, dòng tiền tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu xuống như này thì HTN sẽ tiếp tục lao. Đó, vậy thì câu chuyện chốt lãi là không bao giờ sai cả. Đó. Và chúng ta có lãi nhá, HTN chúng ta lãi rất là nhiều. HDC bây giờ ở trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích đó là vùng giá mục tiêu 21, và khi vừa thoát vùng 21 thì cổ phiếu phải giữ được ở trên vùng 21, và phiên kết tuần nó đang bị lung lay. Đang bị lung lay các anh chị này. Vậy thì cái câu chuyện là nó đang bị lung lay như này thì các anh chị phải đang nắm giữ cổ phiếu HDC chú ý giúp Hùng Lê. Nếu trường hợp như mà phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới cổ phiếu này bị bay ở đây, bay mất cái mốc 20.6 thì chúng ta phải bán để chúng ta giữ lãi, bởi vì chúng ta mua ở những cái vùng thấp ở dưới này các anh chị. Đó, và mua dần lên đến trên này thì chúng ta phải giữ lãi. Đó, chúng ta không thể là cứng nhắc một cách gọi là mà cố gọi là cố giữ trong một cách gọi là những cái suy nghĩ không là logic được, đúng không ạ? Rồi, HDG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, vùng giá mục tiêu 24 thì đã hoàn thành, và sau đó thì nó thiết lập được ở một cái cột mốc vùng 25. Như vậy từ vùng 25 đã bị giảm lãi đi bao nhiêu rồi, và chúng ta đưa vào danh sách là chờ bán, đúng không ạ? Và vùng 24 cổ phiếu này phải tích lũy và phải giữ được trên mốc 24, gãy vùng 24 với một cái lượng vốn bán xác nhận khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu là chúng ta phải bán để chúng ta giữ lãi đối với cổ phiếu HDG. HBC thì có cái thông tin về về cái gì ạ? Về trúng thầu. Trúng thầu, nhưng mà Hùng chia sẻ với các anh chị là bản thân Hùng Lê làm trong lĩnh vực về xây dựng.
Thì cái câu chuyện là trúng thầu 10.000 tỷ, nhưng 10.000 tỷ đấy lãi được mấy tỷ? À 1.000 tỷ, xin lỗi, 1.000 tỷ. Và trong cái câu chuyện 1.000 tỷ đấy thì lãi được mấy tỷ ở trong cái 1.000 tỷ đó, thì cái đấy là một câu chuyện rất là dài, còn rất là xa, và không cẩn thận là có khi là bằng bằng mo luôn, bằng không luôn, không có tí lợi nhuận ở trong nào trong một cái gói hợp đồng 1.000 tỷ kia cả. Đó, thì câu chuyện là như vậy, nên là chúng ta cũng cái tin tức là chúng ta đón nhận ở một cái góc độ nó tương đối. Còn về mặt kỹ thuật thì đây, những cái dự báo về những cái lực hồi của HBC cũng lên, đó là về khoảng vùng giá 11.2 đến vùng 11.3 đây thôi, và về đến cái vùng này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm chỉnh về mặt kỹ thuật, và hiện tại thì đã có những điểm chỉnh kỹ thuật ở đây. Đó, anh chị thấy đã xuất hiện hai cái cây nến đỏ đây. Thì những điểm chỉnh kỹ thuật này nó đẹp, nếu mà nó đẹp và nó ổn được á, thì nó ở khoảng vùng 10.10.7. Những cái điểm mà test sâu ở khoảng vùng 10.7 không gãy, không gãy thì cái cơ hội để HBC tiếp tục đi đánh lại vùng 11.2 đến vùng 11.5 là còn, và phải khi nào mà sẽ có những cái phiên mà HBC phải có những giao dịch từ 10 đến 15 triệu và đánh out cái vùng 11.5 thì lúc đó thì chúng ta mới có thể xây dựng những cái target ở vùng 12.5 đến vùng 13. VCS ở trong tuần vừa qua là một mã cổ phiếu giao dịch tích cực. Nhìn ở trên trend tuần thì ở đây cũng đang là những cái thời điểm mà dự báo nếu như thị trường chung ổn định thì VCS sẽ kéo. Các anh chị lưu ý như vậy, nếu thị trường chung mà bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định thì VCS sẽ kéo, và cái vùng kháng cự trước mắt của VCS ở vùng 69 đến vùng 70 đây. Đó, trước mắt là cổ phiếu đi về cái vùng kháng cự 69 đến 70 đây, thì chúng ta sẽ phản xem những cái phản ứng cung cầu. Đó, thì cái cách là có thể là tạo lập sẽ kéo vượt thoát lên, và sau đó sẽ có những điểm test cung lại, và những điểm test cung đó không gãy thì đấy là cái tín hiệu kỹ thuật để cho chúng ta có được những cái yếu tố định lượng tiếp theo, đó là một cái sóng dài hay không của cổ phiếu VCS. Nhưng mà dự báo là sẽ kéo, VCS sẽ kéo. DPG cổ phiếu Đạt Phương. Đạt Phương cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy cơ bản tốt, và sau một cú rơi dài thì nó cũng có một nền tích lũy tương đối dài, và đến thời điểm hiện tại những cái rất nhiều những tài khoản của anh chị là mua ở vùng 22, nó mua ở cái vùng gọi là của để dành ở đây, thì đến thời điểm hiện tại là đã về lên được đến vùng 26.5 đến vùng 27. Lên được cái vùng này rồi á thì cổ phiếu nó sẽ vận động như nào? Đẹp nhất là ông dừng lại được ở vùng đâu? Vùng 25.5. Đây. Đây những cái điểm test cung lại ở vùng 25.5 trong một tuần, trong tuần vừa qua là chỉ có test ở trên biên 25.5. Thì đẹp nhất nó là như vậy, nó phải ổn định được ở trên cái vùng 25.5 này. Và sau đó thì lực cầu tiếp tục đánh trở lại, lực cầu tiếp tục quay trở lại và đánh vượt thoát. Đấy, chúng ta sẽ chờ một cái cú breakout ở đây ở vùng 27. Với lực lực cầu xác nhận thì khi đó chúng ta sẽ có cập nhật những cái cập nhật tiếp theo của cổ phiếu Đạt Phương, và về cơ bản thì xu hướng của Đạt Phương cũng tương đối là đẹp rồi. Nói đẹp rồi. Rồi, CRE thì hôm nay xấu quá. Cổ phiếu CRE thì các anh chị sẽ nhìn như này để chúng ta biết được cái mẫu hình vận động của CRE như nào. CRE là một mã cổ phiếu mà thường là lái đánh. Chủ yếu là lái đánh, chính vì vậy nên là chúng ta bơi thôi, chúng ta bơi theo lái. Trong một cái nhịp chúng ta bơi nhịp thứ nhất này, rồi, xong đấy cho chúng ta bơi nhịp thứ hai này. Ngày hôm nay thì khuyến nghị bơi nhịp thứ ba đó, bởi vì khi mà ông nhìn thấy là cái ông này ông ấy bắt đầu ông ấy rơi về cái vùng đây, vùng hỗ trợ của ông ấy đấy là ở vùng 22, thì chúng ta bắt đầu thăm dò đối với gọi là tiếp tục điểm thứ ba ở đây, thì chúng ta sẽ chờ xem thôi phiên ngày thứ hai để xem là CRE có vận động ổn định tích cực ở đây ở vùng 22 đến vùng 22.5 sau điểm mua thăm dò. Nếu trường hợp bị gãy thì chúng ta sẽ bán cắt bỏ cái điểm mua đấy đi, còn ổn định trở lại và vượt thoát vùng 22.5 thì chúng ta lại tăng tỷ trọng thôi. Đấy, phương pháp đầu tư như vậy, nó theo một cái cổ máy khá là logic như vậy thôi. IDC IDC thì cũng không phải các bạn, IDG. IDG trong một cái kịch bản mà chúng ta đưa ra đó là không gãy vùng 14.5 đến vùng 15, chúng ta mua để chúng ta đón đầu lại một cái nhịp ở đây. Về mặt lý thuyết thì hiện tại là chưa lãi cũng chưa lỗ, nói chung là những cái điểm mua ở dưới này thì gọi là điểm mua đang hòa, động lực thì
Chưa có. Easy EDC thì cũng rất nhiều những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm cái mã cổ phiếu này. Rồi, trong nhịp phân tích trước đây đó là vùng 13, chạm 13 sẽ chỉnh kỹ thuật về đây vùng 12, và trong tuần thì gần như là cổ phiếu này cũng đang test ở trên biên 12. Do thị trường chung nó gặp rất nhiều là khó khăn nên khả năng là những cái động lực của cổ phiếu này nó cũng chưa có, và những cái điểm test kỹ thuật này thì về cơ bản được đánh giá là tích cực, không gãy vùng 12. Động lực chạy tiếp thì chưa nhìn thấy các anh chị. CKG, rồi CKG cũng là một mã cổ phiếu mang lại những cái lợi nhuận tương đối ổn, đâu đó được 10% gì đó nhỉ, cho những anh chị mà mua ở khoảng vùng 10 đến vùng 11, vùng xin lỗi cả nhà, vùng 10 10.5, và mục tiêu của chúng ta ở vùng 11.5, ở vùng 11.5, và thậm chí ở trong tuần thì cổ phiếu này cũng đang có những cái điểm gọi là đánh lên đến được đến vùng 12. Rồi, ok, đến vùng 12 thì với cái kịch bản hiện tại của CKG á, thì cổ phiếu này cũng sẽ có những cái điểm test về mặt kỹ thuật, và dự báo những cái điểm test ở quanh vùng 11.5 thì nó có thể rơi về vùng 11.3. Đó, tức là trong cái vùng dự báo thì nó có thể sai dịch đi một một ít cái biên ở đây trước khi mà lực cầu quay trở lại để có thể đánh tiếp được đánh tiếp được những cái điểm tiếp theo. Đấy, đối với CKG thì chúng ta cũng sẽ quan sát những cái động thái tiếp theo. Sell, đối với sell thì như thế nào đây nhỉ? Sell thì vẫn như vậy thôi. Ở vùng vùng 7 và kháng cự vùng 7.5 thì trong tuần là có hai điểm đánh về vùng 7.5 nhưng vẫn không vượt thoát được. Không vượt thoát được kháng cự và cổ phiếu lại có xu hướng tích lũy lại về vùng nền thôi. C32. C32 ở trong nhịp này thì đang dự dự báo ở khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 27.5. Lực đánh của C32 hiện tại là dòng tiền tương đối là tốt và tương đối ổn định, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi, còn những cái điểm mua đối với C32 chúng ta không còn nữa. Nhà Từ Liêm. NTL sau những điểm đánh vượt thoát ở vùng 17 thì đang có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 16.8. Nhìn trên trang kỹ thuật, trên trang kỹ thuật thì nhà Từ Liêm hoàn toàn ở trong nhịp này thì cũng có thể đánh lên. Đánh lên với điều kiện là vùng 16.8 này cổ phiếu test tích lũy không gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại. Thường nhà Từ Liêm sẽ có những cái cách đánh đó là sẽ có khoảng 1 đến 2 phiên lực cầu rất là mạnh, và sau đó thì sẽ có khoảng 3 đến 4 5 phiên test tích lũy trước khi mà lực cầu quay trở lại kéo, thì đấy là cái cách đánh của mã cổ phiếu này. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí gas. Gas chưa có nhiều động lực các anh chị. Vùng hỗ trợ của gas ở đây đó là vùng 71, và hiện tại thì gas vẫn đang đi ngang ở quanh biên 71 72 72, quanh biên 72. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì xu hướng là gas vẫn lình trình tiếp tục đi ngang thôi. Chúng ta phân tích PLX. PLX sau điểm đánh cầu thấp quá nhỉ, sao lại mất cầu này. Sau điểm đánh vượt thoát vùng 51 thì dự báo rằng PLX sẽ có những cái điểm mà sẽ test cung lại vùng 51 trước khi mà cổ phiếu này đánh vượt thoát lại vùng 53. Thoát vùng 53 thì chúng ta sẽ đi xây dựng các cái điểm điểm cầu tiếp theo đối với mã cổ phiếu PLX. Cầu hơi thấp, chúng ta sẽ cần thêm những cái phiên thanh khoản tốt hơn, đó là thanh khoản ở khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu. PVS. Đối với PVS ở trong những cái lực đánh ở đây thì Hùng đang đưa về một cái vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng giá 14. Trong trong tuần đã có lúc PVS gần chạm vùng 14, tuy nhiên là lực cầu đã không giữ được cổ phiếu ở vùng giá thấp và lùi lại thủ quân lại vùng 13.5. Thì trên về mặt kỹ thuật là vùng 13.5 cũng sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất là tốt của cổ phiếu PVS. Đánh giá về dòng tiền hiện tại thì chúng ta sẽ phải cần thêm một
đến 2 phiên, thậm chí là thêm tuần tới, để chúng ta đánh giá rằng cái dòng tiền đang tập trung vào mã cổ phiếu PVS đây là dòng tiền ổn định hay là chỉ là dòng tiền đánh chột giật. Thì cái dòng tiền đánh ổn định mới là cái dòng tiền để giúp cho cổ phiếu đi dài đi xa, còn dòng tiền đánh chột giật thì nó chỉ đánh 1-2 nhịp và sau đó thì nó âm thầm nó ra và nó để lại cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ tiếp tục giao dịch. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVS đang rất là ok các anh chị, vùng 12.5 không bị gãy. Cây nến này là cây nến đều các anh chị nhé, không đúng đâu, nhìn thế thôi chứ không đúng đâu. Thậm chí là có thể có những cái điểm test khoảng 12.3 nhưng mà giữ được ở vùng 13.5, 13.5 như này là rất ok, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. PVB rồi, PVD cũng như vậy. Đối với PVD đây, chúng ta cũng thấy rằng là dòng tiền ở thời điểm hiện tại đang khá là ổn định rồi đấy, khá là tốt. Tính từ tháng 4 đến bây giờ là dòng tiền đã bắt đầu vào cổ phiếu PVD và cổ phiếu PVS. Chính vì vậy nên là cũng có phân tích ở đây một cái dòng thời gian tương đối dài, những cái mô hình vẽ lên vẽ xuống ở đây đấy chính là những cái điểm mà cổ phiếu sẽ đi từ pha giảm trung hạn xong đến nền tích lũy đi ngang, và sau khi nó thoát được cái nền tích lũy đi ngang thì nó sẽ đi vào một cái kênh tăng trung hạn, kênh tăng trung hạn nó ít nhất là 1 đến 2 tháng ví dụ như vậy. Thì đối với PVD, cái vùng kháng cự của nó ở đây đó là vùng 11.7 sẽ bị khừng khừ lại ở đây thêm 1-2 phiên, và mạnh hơn sẽ là vùng 12. Và khi mà câu chuyện mà PVD vừa thoát được vùng 11.7, vùng 12 đây, tức là nó có một cái cây nến xanh ngồi rất mạnh với những cái giá dịch giá giá trị giao dịch của PVD từ 10 đến 15 triệu cổ phiếu đó, thì PVD sẽ thoát kênh và bắt đầu đi vào một cái kênh xu thế tăng mới, thì như vậy là chúng ta sẽ rất là ok. Hiện tại ở trong nhóm dầu khí thì chỉ có PVD và PVS thôi, à thêm một con PVT nữa, tí nữa chúng ta sẽ phân tích là ổn. Và PVD thì chúng ta cũng sẽ cần thêm các cái phiên giao dịch của tuần tới để đánh giá xem dòng tiền có duy trì được mức ổn định từ 6 triệu đến khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu một phiên hay không. Đó, đấy là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời trong tuần tới. Ba mã cổ phiếu BSR hiện tại vẫn chưa có gì đó đi ngang tích lũy như này thì nó không có gì cả. Oi cũng gần như vậy, đi ngang ở quanh vùng 8 không có động lực. Duy nhất là POV kép trong tuần vừa rồi thì có một tí tẹo về dòng tiền, và khi mà các anh chị có hỏi Hùng mua thì Hùng có nói rồi, đó là chúng ta cần phải đánh giá xem cái dòng tiền của cái phiên ngày hôm nay 10 triệu cổ phiếu đây là dòng tiền thật hay dòng tiền đều đây đấy, ví dụ như vậy đấy, đánh xong một phát xong cuối cùng là lại đi ngang lình xình thì đây lên một phát xong thì hôm nay lấp hết luôn, nên là chúng ta cứ bình tĩnh. Bởi vì khi mà nó phải phải dòng tiền nó phải liên tục chuyển động ở trong một mã cổ phiếu thì nó mới đấy mới gọi là dòng tiền lớn và dòng tiền để có thể đánh cổ phiếu đi, còn những cái dòng tiền chột giật mà chỉ đánh như này thì nó sẽ không không ok đâu. PVT đó, ví dụ như PVT đó, vì sao mà chúng ta lại đi phân tích PVT và vì sao lại khuyến nghị mua PVT ở khoảng vùng giá 10.7 đó, vùng 10.7 10.5 ở đây, và chờ đến khi PVT vượt thoát vùng 12 thì lúc đó chúng ta mới xây dựng cái target của PVT, bởi vì chúng ta thấy rằng những cái dòng tiền của PVT đánh rất là đều đó, và chính vì những cái dòng tiền như vậy thì mới giúp cho cổ phiếu của chúng ta đi dài đi xa được. Đó, PVT thì đối với thời điểm hiện tại trong tuần giao dịch cực kỳ là tốt, cực kỳ là ok, và sau 2 phiên đánh mạnh thì PVT lại đang mục tiêu của PVT là sẽ đi về khoảng vùng 14 đến 14.5. Nó sẽ có những cái điểm test nhẹ ở đây các anh chị, đó những cái điểm test nhẹ ở đây và sau đó thì sẽ tiếp tục đi, thì PVT khá là ok. PVB PVB như này là hơi xấu rồi, hơi xấu. Chúng ta sẽ bởi vì PVB là có khuyến nghị mua ở mua để mua uống trà đá. Chờ xem ở vùng 17, nếu như ở vùng 17 này mà cổ phiếu bị gãy ở vùng 17 thì như vậy là xấu và chúng ta phải bán thôi. Quan điểm là cổ phiếu sai thì chúng ta sẽ phải bán.
Pet thì chúng ta canh bán ở vùng 10 các anh chị nhé, bởi vì cái con pet này thì đã phân tích cho các anh chị rồi, ở vùng 10 là chúng ta cũng bán thôi, nó cũng không có nhiều cái dư địa nữa. Rồi ok, chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu ngân hàng Vietcombank. Ở thời điểm hiện tại, Vietcombank nếu mà tính trên cây nến kết tuần thì Vietcombank đang giao dịch khá là tốt và bắt đầu lại đi về lại cái vùng kháng cự của nó ở đây. Đó là vùng 86 đến vùng 87. Đó, phiên sau một phiên đẩy lên ở đây thì hôm nay có một cái cây doji ở đây, tức là đang thể hiện một cái sự cung cầu ở đây nó chưa ổn định. Đó, và một cái sự giằng co ở đây thì chúng ta sẽ phải chờ thêm, có thể khả năng là sang tuần tới thì Vietcombank sẽ là đánh chạm lại khoảng vùng 87 đi, 87 hoặc là có những cái điểm test lại vùng 85 trước khi mà có vượt thoát được cái mốc 87 để kéo thị trường đi hay không, thì nó lại còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố ở yếu tố bên ngoài của thị trường chứng khoán thế giới nữa. Đó, còn Vietcombank ở trong cái thời điểm ngắn thì chúng ta sẽ tìm ở vùng 81.5 đến vùng 86. Bit ở thời điểm này thì cũng tìm ở một cái vùng kháng cự 42 và vùng hỗ trợ 40. Bit có một phiên đánh khá là tốt, tiệm cận về vùng 42 nhưng mà lại không vượt thoát được, và đến thời điểm hiện tại thì trong tuần thì Bit cũng chưa lỗ. Có những điểm về bờ thì một số anh chị cũng bán, còn lại một số anh chị tiếp tục giữ lại. Bởi vì quan điểm của Hùng thì Bit vẫn sẽ là một mã cổ phiếu thị trường còn đi. Đó, bởi vì trong cái kịch bản mà Hùng phân tích ở thời điểm hiện tại là thị trường còn đi thì Bit cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu rất là quan trọng trong cái bước đi của thị trường, nên là vẫn phải tiếp tục giữ thôi, quan sát ở trong cái biên đó. ACB. Rồi, ACB trong tuần thì đã vượt thoát ở vùng sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đây, ở vùng 22, và trong tuần thì đã có một cây nến xanh ngồi lên ở vượt thoát vùng 22 và đang có những cái điểm trả cung trở lại ở vùng 22. Thì về mặt kỹ thuật nó như vậy thôi các anh chị, cổ phiếu thì nó vận hành như là một cái cỗ máy, và khi nó gồng ga lên để nó vượt thoát những cái vùng kháng cự mạnh thì nó sẽ phải trả ga lại để kiểm tra lại những vùng test cung, và đây đang là những điểm test cung của ACB ở vùng 22. Chúng ta tiếp tục quan sát, không gãy vùng 22 chúng ta tiếp tục nắm. MBB là mục tiêu rồi. MBB ở trong cái nhịp đánh này chúng ta nói đến cái vùng giá mục tiêu của MBB ở vùng 19.5 đến vùng 20. Và với xu hướng đánh hiện tại của MBB thì MBB hoàn toàn có thể hoàn thành cái vùng giá mục tiêu là 2x. Khi về đến cái vùng kháng cự này thì bao giờ nó cũng thế thôi, nó sẽ có những cái điểm trả lại cung, nó có những cái điểm trả lại cung cầu đây, và sau đó thì chúng ta sẽ xem ở những điểm trả cung cầu ở vùng 19.5, ok, không gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng từ 8 triệu đến 10 triệu cổ phiếu một phiên thì MBB sẽ tiếp tục đánh, và với cái dòng tiền duy trì rất là ổn định của MBB như này thì cái câu chuyện mà vượt thoát vùng 20 của MBB là trong tầm tay. Công thương ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chỉ còn một cái nhịp ở đây nữa thôi, đó là cái nhịp mà đã Hùng có phân tích, đó là ổn định ở khoảng vùng 25 đến vùng 26 thì có thể kéo mắc lên đến vùng 28, và sau đó thì sẽ chỉnh chung với cả nhóm banh thôi. Động lực hiện tại của công thương nó cũng không còn nhiều thời điểm này, thì những anh chị nào mà chúng ta đang có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt. Techcombank đang có những điểm test khá đẹp ở vùng 22 và dự kiến là sẽ kéo tiếp một nhịp nữa khoảng về vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Chắc Tech cũng chỉ kéo được nhịp này nữa thôi. Đó, thì để nó thì nó cũng sẽ hết hết, hết sóng kéo. HD Bank ở đây sau một nhịp test kỹ thuật là sau một nhịp test kỹ thuật ở đây, đó là vùng 29 đến vùng 29.5, thì mục tiêu vẫn còn một cái cơ hội đánh lên đến vùng 32. Trước hết là đang xây dựng ở vùng 32, còn thoát được vùng 32 thì chúng ta lại đi phân tích tiếp. Nhịp này khả năng banh cũng đang rất là ok, cũng thấy đi rất là khỏe. VBank thì kém hơn. Đối với banh ở trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng chỉ nói đến vùng 22.2 đến vùng 24, đó chỉ như vậy thôi, và về đến cái vùng kháng cự 24 đây các anh chị, đấy lại bắt đầu có những cái điểm mà bị tụt cầu rồi.
Đó, những cái điểm gần lên đến đây và đây là bắt đầu bị tụt cầu. Rồi trong nhóm banh chúng ta sẽ nói đến ba mã cổ phiếu nữa. Đầu tiên sẽ nói đến STB. STB trong tuần vừa qua thì nó có những cái câu chuyện về việc chuyển nhượng cổ phần vân vân và vân vân, thì đấy là những cái câu chuyện mà nó làm nên cái sóng sánh thôi. Đó là những cái yếu tố cơ bản thôi, gọi là những cái yếu tố ngoại vi thôi. Còn về yếu tố kỹ thuật của STB, khi mà STB vượt thoát được vùng giá 10.7 thì chúng ta có nói đến vùng giá mục tiêu, đó là vùng kháng cự 11.8 đến vùng 12, và vượt thoát vùng 12. Thì như vậy đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng STB đã vượt thoát hết những cái cản ngắn ở trong cái điểm ngắn ở đây. Và với việc mà vượt thoát hết cái cản ngắn ở đây thì hoàn toàn có thể STB nhịp này sẽ kéo để kéo như thế nào đó để nó phù hợp với một cái mức giá để chuyển 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 đổi đó. Và trong phiên ngày hôm nay thì lực cầu tiếp tục sau hai phiên test tích lũy tương đối là ổn, và test tích lũy về vùng 10, đây là vùng 12.5, không gãy vùng 12.5, và lực cầu tiếp tục quay trở vào trong phiên ngày hôm nay thì như vậy rất là ok. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy thì sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục test lại. Nó cũng sẽ chưa chạy ngay được đâu các anh chị. 13.3 thì có thể test đẹp ở khoảng vùng 13 hoặc là về lại vùng 12.8. Đó, về lại vùng này mà lực cầu ổn định không gãy thì khi đó thì chúng ta mới có thể có được những cái điểm mà đánh tiếp theo. Dự báo về mặt xu hướng kỹ thuật thì nhịp này khả năng STB sẽ kéo về khoảng vùng 14 đến vùng 15 các anh chị, 14 trước mắt, khoảng vùng 14. 14 thì chắc chắn rồi, còn cái câu chuyện là có lên được vùng 15 hay không nữa thì chúng ta chờ thôi. Liên Việt Postbank, ok. Mã cổ phiếu này thì trong team cũng đã có những điểm mua, có những điểm mua, mua tăng, mua thêm. Và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đã hoàn thành vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá 11 ở trong bản tin tuần, trong bản tin tuần trước vùng giá 11 ở đây. Và với một cái lực cầu đánh cũng tương đối là tốt và tương đối là ổn định thì trong nhịp này Liên Việt Postbank sẽ đi xa hơn. Đó, sẽ đi xa hơn. Và cái câu chuyện là đi xa hơn được đến đâu thì hàng tuần thì cũng sẽ có những cái phân tích dự báo, bởi vì sau hai phiên ba phiên test ở đây đẹp này thì hôm nay cầu vào tiếp tục đi lên, và sau một phiên cầu vào này thì chúng ta sẽ chờ xem những cái điểm có thể nó sẽ kéo bượt vùng 11 và sẽ test lại vùng 11. Đó, test lại vùng 11 khoảng 2 đến 3 phiên mà không gãy thì khi đó chúng ta sẽ đi xây dựng các cái điểm cầu tiếp theo của Liên Việt Postbank. Mã cổ phiếu VIB thì bây giờ nó không còn đỉnh nữa. VIB đã vượt thoát hết tất cả mọi mọi đỉnh rồi, và trong một cái nhịp phân tích cuối cùng ở đây đó là sẽ chỉnh, sau khi mà vượt thoát vùng 24.5 cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung lại, test cung không gãy thì lực cầu quay trở lại thì sẽ kéo một nhịp nữa về khoảng vùng 28. Và với những cái lực đi như hiện tại của VIB như này thì vùng 28 hoàn toàn là khả thi, thậm chí là có thể vùng 3x, nhưng vùng 3x thì từ từ. Rồi, cổ phiếu BVB. BVB có vẻ là tích lũy dài quá nhỉ, lâu quá. Ok em, BVB này thì sẽ có những cái điểm tích lũy từ vùng 10 đến vùng 10.5 và đang đi ngang trong một biên tích lũy chặt chẽ như này thì chúng ta phải chờ thôi. Đó, chờ đến lúc nào có trống khởi nghĩa thì em ấy sẽ đi. VCI cùng với cả VIB hai anh em. Đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng VCI cũng đã hoàn thành một cái mục tiêu up dương khoảng tầm 25%, xích soát tiệm cận vùng giá 3x, và thường là như vậy: một là đánh vượt thoát 3x, hai là chạm về đến nó thì sẽ chỉnh kỹ thuật là đây. Thì cũng sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái vận động của VCI ở khoảng vùng 28. Trường hợp nếu như mà VCI bị mất vùng 28 thì chúng ta bán nốt hết tất cả những cái gì còn lại của VCI. Còn nếu VCI không gãy vùng 28 vẫn ổn định đây và lực cầu tiếp tục quay trở lại ở những phiên giao dịch khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu và kéo cổ phiếu tăng và chạm lại vùng 3x, và có vượt được 3x hay không ở trong cái nhịp này thì chúng ta cần chờ, bởi vì là nó còn phụ thuộc vào thị trường chứng khoán thế giới, nó và phụ thuộc vào những yếu tố tạo lập chung của toàn thị trường. Rồi HCM,
HCM hôm nay như vậy là xấu. Thì cái mô hình gọi là cái mô hình bán nó thì Hùng đã nói rồi đó, thì khi chúng ta bị mất lãi thì chúng ta cần phải chủ động. Và đối với HCM thì sẽ có những điểm test ở về vùng 20 không được gãy. Còn nếu gãy vùng 20 thì như vậy là trend này lại hỏng rồi, là lại phải về những cái vùng tích lũy ở thấp hơn. Đó. Nên là khi chúng ta bị mất lãi khoảng 20 đến 30% đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải giữ lãi. Đối với SSI cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây, sau khi mà SSI vừa thoát vùng 16 và đã đi về được khoảng vùng 16.5, nó về khoảng vùng 16.5 và đang có những cái điểm test lại ở vùng 16.5, thì những cái điểm test kỹ thuật này nó phải thỏa mãn những yếu tố là không được gãy vùng 16.5, và trong phiên kết tuần thì đang ở vùng 16.45. Thì cũng có thể là trong có thể giao dịch ở trong một cái biên hẹp, thì chúng ta sẽ chờ thêm ở phiên tín hiệu của phiên ngày thứ hai đến phiên ngày thứ ba để chúng ta xem cái vận động của SSI ở vùng ở trong cái biên 16.5 cộng trừ 0.2 chẳng hạn, ví dụ như vậy, để chúng ta xem cái sự vận động ở đây. Nếu như cổ phiếu vẫn giữ được thì ok, nếu mà cổ phiếu không giữ được thì chúng ta cũng phải hành động là chúng ta chốt lãi, bởi vì SSI chúng ta mua những cái vùng giá rất là thấp ở dưới này. Đối với SHS ở đây, SHS ở đây là vùng kháng cự 12.5, và hiện tại SHS đang đi ở trong một cái biên tương đối là hẹp và cũng chưa có nhiều động lực. Khi mà dòng tiền nó chỉ đi nhành nhà đi ngang ở trung bình 21 phiên như này thì nó cũng chỉ đi ngang thôi. CTS đó, khi mà cổ phiếu về vùng kháng cự ở đây thì cổ phiếu sẽ có những điểm test, những điểm test này không được gãy vùng 7.7, và hiện tại như thế này là CTS đang rơi về biên dưới một tí. Thì đối với anh chị em nào mà đang cầm CTS thì lưu ý giúp Hùng vùng 7.5. Nếu như mà bị gãy vùng 7.5 thì ok, chúng ta sẽ bán bỏ thôi. Bởi vì như vậy là CTS sẽ tích lũy lại ở những vùng thấp hơn, nó tức là nó sẽ không hình thành được cái kịch bản là test thành công ở 7.7 để đi lên, mà nó thất thủ ở 7.7 thì cái hình mũi tên này nó lại đi, nó lại test cung ở những vùng thấp hơn này, và chúng ta cần bán để chúng ta giữ lãi. MBS hiện tại là chưa có nhiều yếu tố động lực và cơ bản vẫn đi ngang ở đây thôi, vẫn xu hướng hình trình đi ngang, chưa có gì. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép HPG. HPG đang gặp khó ở vùng 25.5 đến vùng 26. Trong một cái nhịp ở đây thì đầu tiên cơ bản thì trong cái nhịp này thì chúng ta cũng đang mục cái vùng giá mục tiêu của HPG cũng ở khoảng vùng này thôi. Chưa có nhiều động lực, một phần là do thị trường chung, một phần là cái sự vận động của dòng tiền, và một phần nữa là cái vùng này cũng là vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu HPG, thì chúng ta sẽ chú ý để chúng ta có thể canh để chúng ta chốt. Hoa Sen thì tương đối là mạnh đó, Hoa Sen thì khỏe, trong nhịp này cái dòng tiền đầu cơ đánh tương đối là tốt. Và Hoa Sen thì chúng ta đã có những cái điểm mua ở dưới này, sau đó thì cái kịch bản mà đã phân tích ở vùng 11.5 đến vùng 12. Sau đó kịch bản phân tích vượt thoát vùng 14 và tiếp tục vùng giá mục tiêu 16. Với những cái tín hiệu dòng tiền hiện tại như thế này thì Hoa Sen hoàn toàn có thể hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng giá 16 anh chị. Điểm mua thì gần như chúng ta không còn nữa. Rồi, Nam Kim tiệm cận lại vùng 8.5, và đây là một cái vùng kháng cự của cổ phiếu. Về gặp kháng cự rồi thì để chúng ta sẽ xem là cổ phiếu này sẽ giữ được vượt kháng cự hay là chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Nếu mà chỉnh giảm kỹ thuật thì sẽ test lại ở vùng 8. Vùng 8 mà giữ được thì khả năng cái nhịp này đánh lên như này thì nó sẽ hợp lý hơn cùng với nhóm ngành thép, bởi vì nhóm thép hiện tại đang cơ bản là ổn định. TLH. Rồi, TLH cũng chạm kháng cự ở vùng 4 ở đây thì đang có những cái điểm mà loanh quanh lình xình ở vùng 3.8. Những điểm test này tương đối là đẹp, mà đẹp nhất là nó rơi được khoảng về vùng 3.6. Về vùng 3.6 thì chắc chắn là sẽ gom nhặt dần cho một kênh xu thế dài của TLH.
Bởi vì về yếu tố tạo lập của TLH ở trong quá khứ, TLH cũng đã có những cái nhịp đánh rất là tương bừng, rất là tương bừng sau một cái nhịp chỉnh giảm dài. Đó thì bây giờ là TLH cũng đã hình thành một nhịp chỉnh giảm dài và đây đang là những cái điểm mà nó bẻ gãy những cái pha xu thế tích lũy. Đó thì khi mà cổ phiếu mà bẻ gãy những pha xu thế tích lũy thì chúng ta săn tìm những cái vùng giá thấp, đó cứ trông như cổ phiếu chỉnh giảm lại để chúng ta canh mua ở vùng 3, vùng 3.2 này thì rất là đẹp. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đi phân tích tiếp các cái nhóm ngành cơ bản trước các anh chị nhé, bởi vì đầu bản tin Hùng đã có nói về câu chuyện khi nào chốt lãi nên là bản tin nó sẽ bị dài đi. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ tranh thủ để chúng ta phân tích những cái nhóm ngành cơ bản trước, còn còn thời gian thì Hùng sẽ đi phân tích tiếp. PLC nhóm ngành đầu tư công hiện tại ở đây đang chốt chặn ở vùng 22 tương đối đẹp và mục tiêu của PLC là vùng vượt thoát vùng 24 sau đó đi về vùng 26. Lịch sử tạo lập của PLC thì nó cũng đang rất là tốt và kỳ vọng là nhịp này PLC sẽ tiếp tục đi. Cổ phiếu C4G như vậy là C4G là bắt đầu bị trờn rồi. Bị trờn ở vùng 10 thì về bản chất là trong cái vùng giá chúng ta phân tích từ vùng 8 đến vùng 10 thì C4G cũng đã đi được một cái quãng thời gian tương đối là dài. Và những điểm chỉnh kỹ thuật này thì C4G có thể chỉnh lại về vùng 9. Chỉnh lại về vùng 9 và sau đó thì chúng ta sẽ xem cung cầu để chúng ta có thể có hay không ở vùng 10. Đó thì khi mà cổ phiếu về đến gần những cái vùng kháng cự thì chúng ta cứ chủ động để chúng ta giữ lãi thôi. Còn giữ lãi như nào thì đấy là tùy các anh chị. VCG thì chúng ta nhìn thôi chứ cái cổ mã cổ phiếu này thì chúng ta gần như là chúng ta không có chiến đấu được đó. Thì cổ phiếu này bắt đầu từ cái thời điểm đây là bắt đầu dòng tiền bắt đầu tiếp tục duy trì ổn định đó, và chúng ta bắt là chúng ta phải bắt ở những cái thời điểm bắt đầu từ đây thôi, chứ còn lên đến trên này rồi thì bây giờ chúng ta chỉ đi phân tích về trend thôi. Và hiện tại thì VCG cũng đang tương đối tốt và tương đối là ổn định, mục tiêu chạm về vùng 40 thì chạm về đấy, phiên này là chạm rồi nhưng không giữ được. Tuy nhiên với tín hiệu kỹ thuật này thì hoàn toàn có thể là 4x. Câu chuyện có vượt thoát được vùng 4x hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm, nhưng mà ý đồ tạo lập là khả năng là sẽ kéo vượt 4x. Còn bây giờ chúng ta mua thì chúng ta chỉ gọi là chơi xổ số thôi. Em này liên quan đến câu chuyện đầu tư công. IDC chúng ta xem nào, IDC là chúng ta mua ở đâu đó vùng 18 19 đúng không? Rồi sau đó lần lượt chúng ta phân tích và mục tiêu ở vùng 25 26, trong tuần thì đã có những cái điểm đánh lên vùng 25 không giữ được và em lại về em mới tích lũy lại ở đây đó là vùng 23.5. Với IDC thì cái thanh khoản nó hơi thấp nên là chúng ta phải chờ thôi, và với những ý đồ như này thì chúng ta chờ lại có một phiên cầu vào khoảng tầm trên 400k lại kéo cổ phiếu đi thôi. Và mục tiêu ở trong nhịp này thì IDC nó cũng chạy nó khá giống với VCG, khoảng vùng 20, mục tiêu vẫn là vùng 25 đến vùng 26, hoàn thành cái vùng giá mục tiêu này đó. Vật liệu xây dựng chúng ta có mã cổ phiếu KSB. Đối với KSB ở trong nhịp này đó là sau khi mà chúng ta có nói đến vùng giá 32 ở đây, và về mặt lý thuyết là trong tuần thì cổ phiếu đã chạm về vùng 32 và không 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 giữ được anh chị, không giữ được thì lại úp mặt vào sông quê thôi. Và em ấy lại úp mặt xuống thì những cái điểm úp mặt ở đây khoảng vùng giá 30 là hợp lý, không gãy vùng 30 là hợp lý. Sau một phiên kéo tương đối là mạnh ở đây thì đang có hai phiên test lại, một phần là do thị trường chung cũng đang xấu. Đó thì cổ phiếu sẽ test lại vùng 32, à xin lỗi cả nhà, test lại vùng 30, kéo vừa thoát vùng 32 thì khi đó chúng ta sẽ có những cái target nó cao hơn. Trước mắt thì KBC cũng đang dừng lại ở khoảng vùng 32. DHA. Đối với DHA xem nào. Đó, hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 40. Sau đó thì kéo lên và những điểm test này thì đang được gọi là những điểm test thất bại. Những điểm test thất bại của DHA ở vùng 40 thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng là đi về lại cái vùng ở đây là vùng 37.5 đến vùng 39. Biên trung bình của nó là ở khoảng vùng 38.5. Đó. Sẽ có những cái điểm test lại vùng 38.5 này thì quan sát thêm cung cầu ở vùng này. Đó.
HT1. Đối với HT1 ở đây, khi các anh chị có hỏi Hùng là xem là có mua thêm không, thì Hùng đang thấy ở cái vùng 16 này nó đang khá là khó, và đúng thực sự là như vậy. Chúng ta thấy rằng một tuần HT1 bơi bơi ở quanh cái vùng 16 này và nó cũng chưa thể qua nổi. Thì về trong một cái chen ngắn, về kỹ thuật ngắn của HT1 ở đây, thì bây giờ là nó sẽ đi test tích lũy ở khoảng biên 15.5 đến biên 16, trước khi mà hình thành nên một cái vùng, một cái nhịp tăng tiếp theo, thì nó cần phải đi ngang ở trong cái vùng này. Và đặc biệt các anh chị lưu tâm đó là vùng 15.5 nó không được gãy, chứ còn nếu mà nó gãy cái cây nến kết ngày mà nó gãy vùng 15.5 thì nó sẽ rất là xấu. Mã cổ phiếu PTB. PTB thì nó chuyên về gỗ, và nó cũng có những câu chuyện liên quan đến hiệp định EVFTA xuất khẩu. Trong trong nhịp phân tích của PTB đó là vùng hỗ trợ 48 đánh lên vùng kháng cự 50 55. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là trong tuần thì đã có những điểm tiệm cận về vùng gần vùng 55, và sau đó thì cổ phiếu này đã không giữ được nhịp và lại quay về test nền. Đó thì cái câu chuyện giữ lãi nó nằm ở đây các anh chị nhé. Đó, khi về đến vùng 55, chúng ta gần đến vùng 55, ví dụ chúng ta lãi 10 triệu, sau đó là rồi sau đó nó trong cái phiên này nó lại tụt lãi mất còn có 9 triệu, rồi trong phiên này nó lại tụt lãi tiếp còn có 7 triệu, ok 6 triệu, 8 triệu. Vậy thì đây chính là những cái thời điểm để chúng ta bán giữ lãi, và bán giữ lãi xong đấy, hôm nay ví dụ bán T0, T1, T2, T3, hôm nay tiền về, và thứ hai chúng ta lại quay lại chúng ta mua ở cái vùng 50.5 đến vùng 51, ví dụ như vậy. Nếu mà chúng ta thấy một cái tín hiệu kỹ thuật ở đây, ví dụ có một cây doji xuất hiện ở đây chẳng hạn, đó ví dụ như vậy, hoặc có những cái tín hiệu bẻ kỹ thuật ở đây đó, thì chúng ta mua lại. Như vậy là gì, ở chốt lãi nó chả bao giờ sai cả đó, và chúng ta lại có dòng tiền mới để chúng ta có thể tham gia ở những cái nhịp tiếp theo. CSV là một mã cổ phiếu cũng rất là hay của hóa chất. Rồi sau khi mà anh này vượt thoát được cái vùng 27, cũng là cái vùng giá mục tiêu, thì mà nó sẽ có những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây này, những cái điểm test là phân tích từ 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 đây cơ, tức là những cái điểm test kỹ thuật không gãy vùng 26 thì mục tiêu lên đến vùng 28. Hiện tại thì CSV đang có những điểm test cung đẹp ở khoảng vùng 27, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Trường hợp cổ phiếu không gãy vùng 27 vẫn giữ được đà này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm để chúng ta chờ canh chốt ở những vùng cao hơn. Ngược lại nếu vùng 27 bị bán mạnh thì chúng ta cũng sẽ bán theo lái để chúng ta giữ lãi. CVN là một mã cổ phiếu mà nhiều anh chị quan tâm đó. Cổ phiếu CVN thì kháng cự 18 anh chị, bán thôi, đây là điểm để chúng ta giữ lãi lại. Và đối với em này thì em mới lại chỉnh lại theo như Hùng đó. Về thuần về kỹ thuật thì nó sẽ chỉnh lại khoảng vùng 15.5, ở đây nó sẽ tích lũy lại vùng 15.5 một đến hai phiên nữa, và sau đó cầu quay trở lại thì nó lại kéo thôi. Mã cổ phiếu này đánh theo kênh nên là thường thường nó sẽ là như vậy. Chúng ta đi phân tích nhóm ngành cao su ship. Ship sau khi chia cổ tức thì ship đang bị rơi lại về vùng 80. Trong những phân tích kỹ thuật ở đây, hình như là cái này nó bị sai, chart của ship sau khi chia kỹ thuật nó bị sai sao anh chị? Để kiểm tra lại nhé, khả năng cái chart này nó ghép chart sau khi chia bị sai. PHR cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến, đó là biên ở đây là biên hỗ trợ 57 và biên kháng cự ở đây vẫn là 60. GVR sau chia tiếp tục lình xình đi ngang và không có dòng tiền, vùng giá 12.5 thì bây giờ trở thành vùng 11.9, và đây vẫn là một cái điểm hỗ trợ ngắn của mã cổ phiếu này, và đang tiếp tục quan sát với tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và tín hiệu đường MACD đi ngang như vậy thì cổ phiếu cũng sẽ chưa có nhiều cái động lực, nên là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thôi. Cổ phiếu DRC, những điểm test của DRC đang bị lệch, đang bị mất biên. Mất biên 19.5, mất biên 19.5 và có thể đi về biên 19 thì cũng không sao cả, nếu như mà test mà không gãy 19 thì vẫn ok.
Bởi vì cái vùng mục tiêu của chúng ta đây là sau khi mà test tích lũy ở vùng 17 thì mục tiêu đi về vùng 19, vượt thoát vùng 19 và có những cái điểm test kỹ thuật ở đây được. Vùng 19 đến vùng 19.5. Rồi. Đối với DRC chúng ta sẽ bo một cái cung như này và điểm sâu nhất ở đây khoảng vùng 19. Nếu như mà cổ phiếu không bị gãy vùng 19 chúng ta tiếp tục nắm. Rồi chúng ta phân tích một số các mã ngành của nhóm ngành khu công nghiệp. Thì đến thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng nhóm ngành khu công nghiệp đã có một con sóng rất là thành công đối với team của chúng ta, đối với kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Bởi vì cái sóng của nhóm ngành khu công nghiệp chúng ta phân tích từ tháng 4. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây. Tháng 4, đó bắt đầu từ tháng 4 nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì cũng bắt đầu phân tích cái nhóm ngành của khu công nghiệp và chúng ta có một cái chặng đường đi rất là dài và đến thời điểm hiện tại thì khả năng là cũng chợ chiều cuối khóa. Đối với SZL đó trong một cái nhịp phân tích đó là chạm vùng 50. Có lên được vùng 54, 53, 55 ở đây nữa thì lên, mà không lên được nữa thì cổ phiếu sẽ giảm. Và tín hiệu kết tuần như này là một cái phiên bán rất là mạnh, gãy vùng 50. Và với một cái xu hướng như này thì cổ phiếu sẽ có chiều hướng tiếp tục suy giảm. Tiếp đối với tiếp ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng là cái nhóm thuộc cái nhóm ngành khu công nghiệp. Chính vì vậy nên các anh chị lưu ý giúp Hùng cái vùng 20 6.5 và hiện tại là vùng 28 là vùng kháng cự rồi đấy, kháng cự của vùng 28 mãi không vượt thoát được. Thì đối với kịch bản của tiếp, nếu sang tuần tới nhóm khu công nghiệp bị chốt mạnh thì các anh chị lưu ý giúp vùng vùng 26.5, nếu gãy vùng 26.5 này thì chúng ta bán thôi. SNZ. SNZ thì hiện tại đang đi ngang ở trong một cái biên tương đối là hẹp ở đây thì chúng ta sẽ thử xem cái biên này nó sẽ như thế nào. Biên này tương đối hẹp ở đây thì đây vùng 30 30.5. Ok, SNZ có thể cho phép ở trong vùng 30.5 đến vùng ở trên này là vùng 32. 30.5 đến vùng 32, đây là những cái vùng tích lũy của cổ phiếu và nếu như một trong các yếu tố bị phá vỡ biên trên thì ok, chúng ta có cơ hội để chốt ở vùng cao hơn, nhưng phá vỡ ở biên dưới tức là gãy vùng 30.5 thì thôi chúng ta cũng xem xét để chúng ta ra hàng. Cổ phiếu GIL hiện tại đang là một cái mã cổ phiếu tích cực nhất của nhóm này. Khi mà chúng ta vẽ hình bắt úp đây và nó có một cái điểm test 24.5 không gãy thì cơ hội đánh một cái nhịp cơ bản là cũng nhịp nhịp cuối cuối ở đây nữa, khoảng vùng 27 đến vùng 28. Anh chị nào đang còn hàng chúng ta canh để chúng ta chốt. DTD cũng đang đi ở trong một cái biên 17 đến biên 18 ở vùng tích lũy trung bình 17.5. Vùng 17.5 nói chung ở trong cái biên ở đây là biên 17 không gãy thì chúng ta vẫn tiếp tục có cơ hội, và những anh chị đang cầm thì chúng ta tiếp tục cầm, gãy 17 chúng ta bán tất đó. Và đầu bản tin Hùng đã có nói là khi nào chúng ta bán cổ phiếu đấy đó, đó con BM BCM này sau cái game chuyển sàn thôi không có cái vị gì cả. D2D. Đối với D2D chúng ta xem nào, đó cái vùng kháng cự của cổ phiếu ở khoảng vùng 70 nó rất là khó khăn đúng không ạ? Và hai tuần gần như sau những điểm đấy cứ về đến khoảng vùng này thì cổ phiếu thường là trờn lại. Thì đối với cổ phiếu D2D thì chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở đây vùng 65. Nhìn chung là D2D vẫn nằm ở trên view, chúng ta view tổng cục một tí. Vẫn nằm ở trên cái biên 65 thì vẫn là ok, tức là biên 65 biên 70 thì tạm là ok, còn gãy 65 thì ví dụ như có một cây nến mà nó tòng chèng như phát này thì coi như những anh chị nào cũng đang cầm thì chúng ta cũng sẽ bán này. Rồi chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành điện GEX. GEX ở vùng 24 như thế nào? Đó thì ở đây là hiện tại là trong một tuần thì GEX vẫn nằm ở ở cái vùng hỗ trợ đây vùng 24.
chưa bị gãy đó, chưa, chính vì chưa bị gãy nên là chúng ta phải chờ thêm xem phiên thứ hai và phiên thứ ba thôi. Còn nhìn trên xu thế tổng cục là thiên về kịch bản là cổ phiếu này sẽ giảm về vùng 22 để tích lũy, bởi vì tín hiệu đường MACD hiện tại đang tương đối xấu. TV2 không có gì, tích lũy đi ngang, siết chặt. Trên biểu đồ nến tuần của TV2 thì cũng không biết là ý đồ của lái như thế nào nhỉ, khó đoán lắm. Nhưng mà hiện tại là đang đi ngang siết chặt ở đây, ở vùng giá 47.5, 47.5, 7.5 như thế này, với dòng tiền cũng tương đối là ổn đó, thì chúng ta có thể canh để chúng ta mua, khả năng là được đấy. Ok, sẽ có phân tích chi tiết hơn con TV2 này trên Dung. HND. HND 18. Dòng tiền không có, tiếp tục đi ngang. Cơ bản là đi ngang thôi, cũng không có nhiều yếu tố đột biến ở đây. Cổ phiếu PC1, cổ phiếu xây lắp 1, điện 1 là tương đối ổn định đó. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng đã đâu chạm về vùng phân tích ở đây, vùng 22 đó, đây là những cái điểm để giúp chúng ta giữ lãi anh chị này đó. Về đến vùng 22 chúng ta lãi 10 triệu ví dụ vậy, bắt đầu nó tụt 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 và nó tụt đến khi nào mà bắt đầu mình thấy bắt đầu đến ngưỡng cảnh báo là thôi chào tạm biệt các anh, và sẽ hẹn lại ở những cái điểm thấp hơn ví dụ như vậy. Có thể là khi mà cổ phiếu bị bán ra thì có thể sẽ tích lũy lại về vùng 19.5, vùng 20 ở dưới này, vùng 19.5 đúng không, vùng 19.5, vùng 20 ví dụ như vậy. TTA đã có dữ liệu nhỉ, hiện tại TTA chưa có dữ liệu, cổ phiếu này mới lên sàn. Cái game của TTA có thể là đánh để uống cà phê nhưng mà khả năng là không được đó. Rồi, nhóm nhựa chúng ta phân tích rồi, chúng ta phân tích nhóm dược IMP. Đối với IMP thì Hùng có đề cập đến cái câu chuyện của nó ở đây là vùng hỗ trợ dài là vùng 45, 45 trong một kênh xu thế, trong một kênh xu thế dài của IMP. Đối với IMP thì chúng ta cũng không vội vàng được, nếu mà chúng ta vội thì chúng ta sẽ mua phải những cái giá rất là cao, vì vậy nên là chúng ta cứ túc tắc chúng ta gom để chúng ta thăm dò cái xu hướng của cổ phiếu này thôi. DMC sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu 60 thì đang có cả một tuần đúng không, cả một tuần dài cổ phiếu này cứ lình xình thôi, lình xà lình xình ở trên cái vùng 60 61. Như vậy là tốt, nói chung cái lịch trình ở trên cái vùng này là ok để giúp cho chúng ta có những điểm test và lực cầu quay trở lại, nếu mà cổ phiếu này đẹp nhất nó có một cây nến xanh trong tuần mới như này đó, một cây nến xanh như này thì rất là ok. Cổ phiếu Dược Việt Nam thì gần như cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá 15, từ những cái điểm phân tích khuyến nghị mua ở vùng 12 lên đến vùng 15. Sau đó thì bây giờ Dược Việt Nam đang có những cái điểm test này, những cái điểm test này đẹp ở khoảng vùng 14, và dự kiến những cái điểm test đẹp ở vùng 14 này không gãy thì cổ phiếu lại đánh lại về vùng 15. Vượt thoát vùng 15 không? Khả năng là được, bởi vì những cái điểm test kỹ thuật này gần như không có tiền, và trong cái thời điểm hiện tại cái target của Dược Việt Nam có thể tính toán ở vùng 16.5 đến vùng 17. Dược Hà Tây thì chúng ta xem trên trend tuần đi, trend ngày nó hơi xấu. Sau những điểm đánh lên vùng 65 đang có những điểm trả cung lại, và đối với Dược Hà Tây thì vùng hỗ trợ dài vùng 50 đến vùng 52. DCL Dược Cửu Long. Đối với Dược Cửu Long thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến, về cơ bản là cổ phiếu vẫn tiếp tục ở vùng tích lũy ở vùng 19.5 đến vùng 20. Em này thì phải chờ dài dài thêm tí nữa thôi. AMV. Đối với AMV ở vùng 18 thì đã khuyến nghị chúng ta chốt thôi. Nhịp này thì cũng đi được khoảng vùng 18, 18.5 ở đây thôi. Không có nhiều động lực khi dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức thấp giữa trung bình 21 phiên và
tín hiệu dòng tiền thì cũng đang cắm đầu đi xuống như này, nó cũng không ổn lắm. Rồi chúng ta phân tích nhóm ngành thủy sản MPC. Hiện tại thì nhóm ngành thủy sản là một trong những cái nhóm ngành mà đang khá khẩm nhất, đúng không ạ? MPC sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát vùng giá 28 đến vùng 29.5 thì chúng ta có vùng giá mục tiêu của MPC ở vùng giá 32, và trong tuần thì đã có những cái điểm gần chạm đến vùng 32 ở đây. Đó. Về đến vùng 32 xong rồi thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây, những điểm chỉnh kỹ thuật thì chúng ta sẽ xem lại ở khoảng vùng 31, khoảng vùng 31. Đó, khoảng vùng 31 em này thì liên quan đến tôm, vì vậy nên là chúng ta cũng có thể hoàn toàn kỳ vọng là chúng ta có thể cầm cầm theo một cái trend trend đánh lên của MPC. Và sau khi hoàn thành vùng 31 không gãy thì dự kiến là có thể đánh lên vượt thoát vùng 32 thì cổ phiếu có thể đi về vùng 34 đến vùng 35 ở đây. VHC Vĩnh Hoàn. VHC trong nhịp này vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng 45, và cổ phiếu cũng đang tiệm cận lại về vùng 45 với một lực cầu phiên ngày hôm nay bán tương đối là mạnh đó. Và anh chị lưu ý là chúng ta phải có những cái động thái giữ lãi ở trong thời điểm này, nếu trường hợp VHC bị bán mạnh, ok, chúng ta cũng phải bán theo để chúng ta giữ lãi ở đây, bởi vì là cổ phiếu này đang tiệm cận lại về vùng 45 rồi, là vùng kháng cự mạnh, thì cổ phiếu sẽ có xu hướng chỉnh kỹ thuật test cung trước khi mà chạy tiếp đó. ACL thì bán thôi anh chị, không còn cái vị gì đây nữa. Nó ACL nó thiên về đầu cơ nhiều hơn. CMX, rồi CMX đang là một mã cổ phiếu trend tương đối đẹp và ổn định. Sau khi mà hoàn thành vùng giá mục tiêu 17, CMX tiếp tục có những cái điểm test lại ở vùng 16.5, vùng 16.5 không gãy lực cầu quay trở lại thì mục tiêu sẽ đánh chạm lại về vùng 18 đến khoảng vùng 19 ở trong nhịp này CMX. Tín hiệu hiện tại kỹ thuật của CMX thì nó cũng chưa xấu anh chị, nó vẫn đang nằm ở trong cái biên tích lũy, và những cái biên tích lũy này đấy chính là những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật để giúp cho chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Cổ phiếu FMC. FMC rồi sau khi mà nó đánh được lên đến vùng 34, nó sẽ test cung này, test lại 34, test lại 34 không gãy thì sẽ kéo lên ở vùng 37 đến vùng 38. Nếu như mà gãy vùng 34 thì cũng sẽ có những cái điểm tích lũy thấp hơn ở dưới này, và có thể chúng ta cũng sẽ quyết định bán nếu anh chị đang cầm hàng. ANV. Đối với ANV, nó ANV rồi. Đây, để chúng ta nói đến lại, tiếp tục nói đến câu chuyện giữ lãi. ANV trong kịch bản phân tích tuần là chúng ta mục tiêu, vùng giá mục tiêu của ANV ở vùng 20. Những điểm test kỹ thuật về vùng 19, sau đó lại kéo tiếp tục về vùng 20 và phải vượt thoát được vùng 20, nhưng ANV không vượt thoát được vùng 20 và bắt đầu bị mất lãi này, ví dụ đây này, ví dụ chạm đến 20. Đó, và chúng ta bị mất lãi trong phiên này chúng ta tiếp tục đó, và phiên này thì chúng ta nhìn thấy cái lãi bị mất đi thì phiên này chúng ta bắt đầu chúng ta phải bán rồi, đó, bán để giữ lãi. Với tín hiệu bị bán mạnh như thế này thì AMV lại có xu hướng quay trở lại về vùng 17 đến vùng 17.5. Đấy, lên đến cái vùng kháng cự là nó rất là nguy hiểm như vậy đó các anh chị, và rất nhiều những anh chị nào mà không xem những bản tin của Hùng thì sẽ mua vào ở những vùng gần 20 thì bây giờ là chúng ta sẽ bị lỗ đó, vùng kháng cự rất là nguy hiểm. Rồi nhóm dệt may chúng ta chỉ phân tích mỗi mã cổ phiếu TCM thôi. TCM. TCM còn cái vùng hỗ trợ 22, gãy vùng 22 thì các anh chị cũng canh để chúng ta bán. Nhóm mía đường. Nhóm mía đường chúng ta nói nhanh QNS. QNS hiện tại đang giao dịch ở quanh vùng 34 thì không còn động lực tăng nữa. Thì các anh chị cũng phải chủ động để chốt. Nếu như trường hợp QNS bị bán mạnh, bị gãy ở khoảng vùng 33, chúng ta bán đi. SBT hôm nay có một cái là dòng tiền tương đối lớn, tương đối mạnh,
để đánh mạnh vào mã cổ phiếu FPT đấy, với một cái lực cầu khá là tốt. Thì đối với FPT Hùng có nói rồi, chúng ta cần phải quan sát ở trong cái biên đó là biên 14 đến biên 15, và khi nào chúng ta có những cái biến cố rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích tiếp theo. Sau một phiên đánh mạnh như thế này thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, thì cũng có thể là sẽ có một đến hai phiên kéo nữa, và kéo xong thì phải trả lại về cái cung 15 ở đây. Đó, trả lại cung 15 ở đây ổn định, ok, khi đó thì tôi mới nói chuyện với ông. Đó. Tiếp theo là mã cổ phiếu SLS. Những anh chị nào mà đang nắm, ok, đây nó test lại vùng 72. Vùng 72 đến vùng 72.5, không gãy thì sẽ kéo tiếp một nhịp nữa, còn gãy vùng này thì cũng thôi hết. Nhưng mà mục tiêu của SLS vẫn là đánh về vùng 8x. Cổ phiếu LSS. LSS thì cũng có nói rồi, chúng ta sẽ nhìn ở trên những cái góc độ trend tuần. Hiện tại thì ông đang có 3 điểm mua đối với LSS và ông đã bắt đầu mua rồi. Điểm mua thứ nhất là 6, điểm mua thứ hai là 5.5 và điểm mua thứ ba là 5. 3 điểm mua này cho trung hạn đối với LSS. Rồi chúng ta nói nhanh nhóm ngành cảng biển một tí nữa và nhóm ngành phân bón VSC. VSC hiện tại tương đối là khỏe đó các anh chị. Vùng ở đây là vùng 34 vẫn không gãy, thì như vậy với lượng vốn cạn phù hợp với thị trường đang hơi ẩm ương nó, và nó đi ngang như này thì chúng ta sẽ chờ trường hợp cái 34 bán bỏ. Cổ phiếu HAH đang có những cái điểm test tích cực ở trên vùng 13, nếu như ở cái vùng 13 này cổ phiếu vẫn tiếp tục ổn định được thì dự là sẽ có một cái nhịp kéo cuối ở khoảng lên khoảng vùng 14 thôi. Rồi cổ phiếu GMD. GMD thì chúng ta sẽ khuyến khích ở góc độ là chúng ta cầm dài, và GMD có những điểm test kỹ thuật ở vùng 23.5 không gãy thì mục tiêu thậm chí là có thể test sâu hơn một tí ở vùng 23 cũng không sao cả, và mục tiêu trong GMD trong nhịp này vùng 25 đến vùng 26 các anh chị. Nôm na ở đấy. Cổ phiếu CCL, con này thì nó thiên về đầu cơ, và trong phiên ngày hôm nay thì CCL đã vượt, à không phải vượt, vượt vùng 8.5 nhưng bị trả lại vùng 8.5. Thì cái vùng 8.5 này cũng là cái vùng nó mang cái ranh giới là đi tiếp hay không đi tiếp của cổ phiếu CCL. Thì có thể sẽ có những cái điểm kéo kỹ thuật và test cung cầu đây, và nếu như ổn định ở trên vùng 8.5 lực cầu quay trở lại khoảng tầm trên 1 triệu cổ phiếu thì CCL xu hướng sẽ đánh tiếp. VNA thì em này nó mang cái tính chất nó là đầu cơ, và nếu mà chúng ta nhìn ở trên trend tuần thì cũng khá là đẹp, sau 2 tuần đánh lên lại trả cung, trả lại những điểm trả này lại vùng 3, 3.1. Đây là những cái vùng trả cung đẹp, chúng ta có thể anh chị mà yêu thích đầu cơ chúng ta có thể canh nó mua. Phân bón BFC. Hiện tại BFC đang giao dịch ở trên ngưỡng 16, gọi là ngưỡng ngưỡng hỗ trợ, trên ngưỡng 16 gọi là ngưỡng hỗ trợ. Thì như vậy là chúng ta phải chờ thôi, còn lại thì kháng cự ngắn ở vùng 17 đến vùng 18. Đó là trong cái mục vùng giá phân tích mục tiêu. Tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, tín hiệu MACD cũng đang khá là xấu, nên là động lực của BFC nó sẽ cũng chưa nhiều đâu các anh chị. Vẫn phải tích lũy tiếp. Đạm Phú Mỹ sau khi mà đánh được về vùng 17 rồi, đánh được về vùng 17 rồi, đang có những cái điểm test ở đây và dự kiến những cái điểm test cung của Đạm Phú Mỹ ở khoảng vùng 16.5. Đây là những cái điểm test quá, và sau đó thì trong phiên thì cũng đã có những điểm hồi lên. Đối với Đạm Phú Mỹ thì chúng ta cũng chỉ canh ở quanh vùng 16.5 để chúng ta báo sát những cái động thái tiếp theo thôi, và nếu như có một cái lực cầu xuất hiện trở lại và đánh vượt thoát lại vùng 17 thì dư địa trong nhịp này Đạm Phú Mỹ có thể kéo về vùng 18 mạnh hơn vùng 20, nhưng mà về vùng 18 đã thì chúng ta tính tiếp. Đạm Cà Mau đang có những cái điểm test cũng đẹp trong một tuần vừa qua, không thủng vùng giá 10,
Lực cầu tương đối là ổn định thì đối với đạm Cà Mau trong cái vùng giá mục tiêu đó là từ vùng bao nhiêu, từ vùng 9.5 đánh lên vùng 10.5 đến vùng 11, và một tuần hai tuần đi, chúng ta cho hai tuần ở thị trường khá là khó khăn nhưng mà đạm Cà Mau vẫn giữ được ở trên mốc 10, như vậy khá là ok. Rồi bây giờ thì chúng ta đã 1:34 và chúng ta sẽ dành thời gian còn lại để chúng ta đi nói sâu hơn, phân tích sâu hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì như các anh chị có biết rằng là trong tuần vừa qua, đối với chứng khoán Mỹ và chỉ số chứng khoán, các chỉ số chứng khoán châu Á thì nó rơi rất rất là sâu. Đó, chính vì vậy nên là thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có những cái tác động, chịu những cái tác động tích cực. Nhưng nhìn ở trên góc độ tổng thể, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đấy là trong tuần thì cái biên rơi của các cái chỉ số chứng khoán châu Á, ví dụ như Hang Seng, đó, nó rơi thẳng đứng như này, đó, đúng không? Nó rơi thẳng đứng như này, đúng không? Chúng ta hãy nhìn để chúng ta có một cái sự so sánh. Chỉ số Dow Jones cũng như vậy, rơi từ trên cái mốc trên này 20 mấy nghìn điểm, đây 27.000, 28.000 điểm mà cũng rơi piu xuống một phát này. Rồi ông Shanghai, ông cũng rơi từ trên này, ông rơi xuống. Rồi ông Nikkei 225 thì khỏe hơn. Copy đó cũng rơi từ đây rơi xuống. Như vậy là thị trường chứng khoán châu Á rất là xấu, dẫn đến là những cái tâm lý nó đã tác động lên tâm lý của nhà đầu tư. Trong tuần vừa qua, chính vậy nên là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng đã có một tuần giao dịch hết sức là khó khăn, và gọi là từng phiên giao dịch một thì phải đi dò tìm những cái ý đồ tạo lập của thị trường, rồi dò tìm xem là thị trường còn đi được nữa hay không. Đó, từng phiên giao dịch một các anh chị ạ, rất là căng thẳng. Trong tuần vừa rồi thì thực sự là một tuần rất là căng thẳng, cân não luôn, nó cân não từng phiên giao dịch. Và cái điểm tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam đó là kết tuần ở đây, mở đầu tuần ở đây và kết tuần ở đây, có nghĩa là nếu như trên nến tuần thì vẫn là một cây nến xanh, đó, nó tích cực hơn rất nhiều so với thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á. Như vậy đấy là một cái điều đáng mừng. Ở trên góc độ kỹ thuật thì VN Index có những cái điểm test mà theo như Hùng Lê dự báo ở đầu phiên giao dịch, đó là sẽ đi ở trong cái biên 905 đến 910 điểm, và đây là cái biên mà thị trường sẽ giữ được ở trong cái biên này, thì như vậy nó khá là tốt, khá là ok. Thì trên thực tế là hôm nay đóng cửa vùng 908 điểm, tức là nó vẫn nằm ở trong cái ngưỡng 905 đến 910 điểm. Sang tuần tới thì cũng sẽ tiếp tục đánh dấu là một cái tuần khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thông tin ở bên ngoài nó cũng đang chưa có gì khá khẩm hơn cả. Chính vì vậy nên là biên của thị trường thì các anh chị lưu ý giúp Hùng, đó là vùng 905 đến 910 thì dòng tiền tiếp tục đi ngang, tín hiệu MACD như này thì thị trường của chúng ta sẽ chưa thể tăng mạnh được. Đó, và chỉ kỳ vọng là thị trường của chúng ta giữ được nhịp và giữ được trên vùng 95 điểm. Còn nếu mà gãy 95 điểm thì lại hỏng rồi. Đó. Đối với VN30 thì trong cái thời điểm hiện tại cũng có những đánh giá rằng VN30 đang có lực đánh của dòng tiền khá là tốt, khá là tốt. Và chính cái lực đánh dòng tiền khá là tốt này thì VN30 sẽ là một cái trụ đỡ cho thị trường rất là quan trọng cho một cái tuần giao dịch sắp tới. Cùng với đó thì cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đó là nhóm cổ phiếu La Cáp thì sau những nhịp tăng thì hiện tại là chúng đang quan sát nó hội tụ những cái yếu tố hội tụ về mặt tích lũy. Đó, cổ phiếu La Cáp nó chỉ gọi là sẽ lùi lại khoảng 1 đến 2 phiên nữa thôi, sau đó thì dòng tiền sẽ kích hoạt của cái nhóm cổ phiếu này cùng với VN30. Đó, thì VN30 trong tuần thì cũng có đề cập đến cái vùng 848 điểm. Thì cái vùng 848 điểm cũng là một cái bệ đỡ của thị trường. Nếu như gãy cái vùng 848 điểm của VN30 thì thị trường của chúng ta cũng sẽ rất là xấu. Đó, thì những cái mốc hỗ trợ rất là quan trọng, và kháng cự 860 và vùng mục tiêu của VN30 trong trong cái phân tích tuần của Hùng đó là có thể đi về vùng 870 đến 880 điểm. Thì cũng là một điểm tích cực. Đó, cho anh chị nhìn thấy đây, VN30 ở đây và VN30 mở tuần ở đây và VN30 kết tuần ở đây. Đó, như vậy là có tăng đúng không ạ? Để đấy như vậy là cũng tích cực hơn đó, đúng không? Rồi mũi tên chốc lên, như vậy là có tăng. Đó. Thì với
tín hiệu dòng tiền và với những cái biến cố của thị trường bên ngoài thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 848, đó là vùng hỗ trợ của chỉ số VN30. Rồi sang đến ông Mr. Phái Sinh thì ông Phái Sinh là trong tuần vừa qua nó cũng tương đối là khó đánh. Tuy nhiên đối với Phái Sinh thì chúng ta sẽ phải xem ở trên biểu đồ 5 phút. Phái Sinh thì chúng ta cần phải xem ở trên biểu đồ 5 phút và những cái điểm long short ở trong các cái phiên giao dịch từ phiên ngày thứ tư ở phiên ngày thứ năm thì các cái điểm long short khá là ngắn, chính vì vậy nên là chúng ta cũng khá là khó đánh, nó phải phải rất là ok. Ví dụ như là vùng hỗ trợ này 848 đến 849 này thì cũng đã có những cái phân tích về mặt phái sinh cũng tương đối là sát đó, thì cứ có cái từ khóa phái sinh đó các anh chị đây. Đó, phái sinh. Đây ví dụ như là hôm nay 849 này. Đó, thì đối với phái sinh thì chúng ta phải phải phân tích ở trên 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 biểu đồ 15 phút thôi. Đó. À trên biểu đồ 5 phút, Hùng thì Hùng thường đánh ở trên M5. Rồi, như vậy là bản tin phân tích thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 9 đến đây là hết, và Hùng Lê xin dừng hình ở đây. Và trước khi dừng hình thì cũng có nói đến đó là một số các anh chị có hỏi nữa, có hỏi Hùng là vào cái room cộng đồng á, thì hiện tại là room cộng đồng thì chúng ta đang có room R8 và room R9. R9 thì full thành viên, R8 thì hiện tại cũng đã full thành viên rồi. Tất nhiên là cái lượng full thành viên thì nó chưa ít. Nó cái lượng thành viên mà đăng ký thêm thì nó đang có khoảng thêm khoảng gần 100 thành viên gì đó. Thì các anh chị cứ đăng ký. Và sau đó thì có thể cũng sẽ mở thêm room R7 để cũng có thể chia sẻ thêm một số các cái phân tích định lượng của ông Lê trong tuần lên trên các cái room cộng đồng đó để cho các anh chị tham khảo trong những cái quyết định đầu tư. Và những anh chị mà có những góc nhìn, có những quan điểm đồng hành cùng với Hồng Lê thì Hồng Lê cũng mời các anh chị về với công ty chứng khoán VBS để mở tài khoản và sau đó tham gia đầu tư và để nhận các cái phân tích khuyến nghị của Hồng Lê trong trực tuyến ở trong ngày để chúng ta có thêm nhiều cái góc nhìn hơn trong cái quá trình mà phân tích đầu tư. Chúc anh chị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bên gia đình, và hẹn gặp lại cả nhà trong bản tin phân tích tuần đầu tiên của tháng 10. Như vậy là chúng ta cũng chỉ còn có 2 tháng nữa là coi như kết thúc năm dương lịch.